Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại các tin tức của tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quân đội Ukraine đang tàn dã. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tham khốc hơn cả một đội quân thất bại, quân đội Ukraine thực tế đang bị tàn vỡ. Đáng buồn hơn, người Ukraine không muốn quay trở lại quê hương. Và đây chính là bi kịch của đất nước sau 18 tháng chiến tranh. Trong khi đó, Nga ngày càng thách thức sức mạnh của NATO và một nước Mỹ đang trong quá trình đào tàu khỏi dự án Ukraine. Niger, một quốc gia giàu tài nguyên, đang ngấp nghé trong một cuộc chiến với Pháp. Thế nhưng mà một đồng minh NATO lại lên tiếng phản đối bất kỳ hình thức can dự quân sự nào tại khu vực này. Tất cả đều có trong video ngày hôm nay, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết quân đội Ukraine đang tàn giã. Tướng Nga Movichev đã dự đoán rằng cuộc tấn công của Ukraine sẽ kết thúc vào tháng 8 này khi mà không đạt được bất kỳ thắng lợi nào. Vì vậy mà tháng 8 cũng có thể là tháng khó khăn nhất đối với quân đội Nga ở mặt trận nội bộ. Kênh Dresden của Ukraine cho biết chính quyền Biden đang gây áp lực lên Tổng thống Zelensky để buộc Kiev phải mở cuộc phản công giai đoạn 2. Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine sẽ rời khỏi mặt trận Zaporozhye và bắt đầu mở cuộc tấn công theo hướng Dnipro. Tuy nhiên, đánh giá đặc thù địa hình gần các công sự phòng tuyến của Nga tại Dnipro, thì nhiều khả năng cuộc phản công giai đoạn 2 của Ukraine cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Ukraine hiện không có F-16 hỗ trợ lực lượng mặt đất, và quân đội nước này gần như đã tung ra toàn bộ kho vũ khí mà họ có. Chỉ có xe tăng che lừng của Anh là chưa thấy xuất hiện trên mặt trận. Tuy nhiên, tất cả các thiết bị của Ukraine do phương Tây đang trang bị gần như đã bị phá hủy trên chiến trường trong hai tháng qua. Có thể nói, quân đội ukraine đang trong quá trình tan giã một đội quân bị đánh bại và một đội quân bị tan giã là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau một đội quân bị đánh bại trong trận chiến thường có thể rút lui thành công rồi tự cải biến phục hồi sức mạnh và tiếp tục trở lại chiến trường nhưng mà một khi đội quân bị tan vỡ mất ý chí chiến đấu thì quốc gia đó cũng có thể tan giã theo đó là điều đã xảy ra với các cường quốc quân sự trong thế chiến thứ nhất và thứ hai và đó cũng là số phận đang chờ đợi quân đội ukraine và điều đó được thể hiện ở những điểm sau đây. Thứ nhất, cuộc xung đột Ukraine bắt đầu với hy vọng tràn trề của phương Tây vào chiến thắng của Kiev, nhưng mà trên thực tế thì số trận thua nhiều hơn số trận thắng và chi phí cho trận chiến tiếp tục tăng lên đến ngưỡng chịu đựng của các nhà tài trợ phương Tây. Thứ hai, là khi mà sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây bắt đầu suy giảm, thì đó là một yếu tố đe dọa nghiêm trọng đến động lực của quân đội Ukraine để giành chiến thắng. Và cuối cùng là những người khởi xướng chiến tranh tại Washington và Bruxelles từng hứa hẹn rằng quân đội Ukraine sẽ giành chiến thắng, thì nay lại bị coi là những kẻ nói dối và lừa gạt. Tất cả đều được phản ánh trong cuộc phản công thần tốc của Ukraine trong hai tháng qua. Phương Tây thì vẫn tuyên bố rằng họ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine. Nhưng mà trên thực tế thì Kiev không được nhận đủ trang thiết bị để giành được những lợi ích chiến thuật. Rõ ràng, quân đội Ukraine đang trở thành bia đỡ đạn để làm hài lòng các ông chủ Mỹ và NATO. Vì vậy mà đã có một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga. Điều này phản ánh tinh thần của quân đội Ukraine đang bên bờ vực sụp đổ. Ukraine đã mất khoảng hơn 200.000 quân nhân trong cuộc chiến. Vậy thì tổn thất quân sự của Ukraine sau hơn 500 ngày chiến tranh đang tiệm cận với tổn thất mà Đức phải gánh chịu trong thế chiến thứ nhất trong hơn 1.500 ngày. Và đây là một tỷ lệ vô cùng thảm khốc. Điều đáng buồn là Kiev có khả năng bị bỏ rơi. Vì kênh Residium của Ukraine cho biết, phương Tây đang ngày càng hướng tới nhiều hơn về kịch bản Triều Tiên đối với Ukraine do những thất bại trong cuộc phản công. Chính quyền Biden đã cho Kiev thời hạn cuối cùng đến tháng 11, và nếu không đạt được kết quả nào, thì Kiev sẽ bắt buộc phải hòa đàm với Nga. Không chỉ quân đội Ukraine đang tàn giã và buộc phải hòa đàm với người Nga, mà các quan chức ngoại giao Kiev cũng đang nhận ra kết cục vận mệnh của đất nước mình. Kênh Residium cho biết, kể từ đầu năm 2022, từ 40 đến 60% quân nhân ở các đại sứ quán Ukraine ở nước ngoài đã không thể trở về nước. Và thực tế con số này còn có thể cao hơn nhiều khi mà các nhà ngoại giao những người luôn phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà không quay trở lại ukraine điều đó có nghĩa là họ không còn tin vào tương lai của đất nước và đây là một dấu hiệu cho cả xã hội ukraine và các nhà đầu tư nước ngoài mục tiêu mà tổng thống zelensky đặt ra trong cuộc họp với các đại sứ quán là đưa người ukraine trở về quê hương nhưng mà làm thế nào để các nhà ngoại giao có thể tạo điều kiện cho hàng triệu người ukraine trở về khi mà chính các nhà ngoại giao này lại không muốn quay trở về và đây có thể nói là bi kịch của đất nước Ukraine. Nga tấn công áp sát biên giới NATO Tờ Central của Anh mới đây cho biết, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trên sông Danube, với các mục tiêu bị tấn công chỉ cách biên giới Romania 200m. Với sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc đã khiến Ukraine giờ đây hoàn toàn trông chờ vào sông Danube. Trong chính sách phong tỏa của mình, Nga đã bắt đầu tấn công các cảng sông nội địa nhằm cắt đứt nguồn ngoại tệ của Ukraine. Tuy nhiên, một số cảng trên sông Danube của Ukraine lại tiếp giáp với biên giới của NATO, chẳng hạn như là ở cảng Jenny ở Odessa, chỉ cách Sumani vài trăm mét. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc Nga sẵn sàng tấn công vào các mục tiêu rất gần với sườn phía đông của NATO, cho thấy Moscow đang trở nên ít sự rủi ro hơn. Trong bản cập nhật tình báo mới nhất, thì Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trong hai tuần qua, Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các cảng Ukraine trên sông Danube bằng cách sử dụng các phương tiện máy bay tấn công tự sát do Iran sản xuất. Vào tháng trước, các cuộc tấn công nhằm vào cảng Zheni, ngay sát quốc gia thành viên NATO đã phá hủy các kho chứa ngũ cốc và năng lượng của Ukraine. Đáng chú ý là trong số 18 UAV của Nga tham gia tấn công, thì chỉ có 3 trong số đó đã bị bắn hạ. Vào thời điểm đó, thì các binh sĩ Romani đóng quân ở bên bờ sông đã lo lắng theo dõi vụ tấn công. Một cảng khác nằm trên biên giới Ukraine, Romania là Izmail cũng bị về của Nga tấn công. Mặc dù các cuộc tấn công của Nga dường như cho thấy ý định gây tổn hại cho nền kinh tế Ukraine, nhưng mà trên thực tế, nó cũng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của châu Âu. Và đó cũng là đòn cảnh báo đối với NATO. Trong khi mà Ukraine và NATO thất bại trên chiến trường, thì họ đã dồn nỗ lực để phát động một cuộc tấn công kết hợp, với sự tham gia của một số lượng lớn phương tiện không người lái để tấn công cùng lúc các tài sản của Nga ở Crimea và cảng Novorossi. Chính quyền Kiev với sự hậu thuẫn của NATO rõ ràng có mục tiêu biến Biển Đen thành đấu trường cho các hành động thù địch. Với hàm ý rằng Biển Đen và cả Biển Baltic giờ đây không phải là vùng biển của Nga. Tuy nhiên, Nga cũng đã khởi động một cuộc tập trận hải quân lớn ở Biển Đen, được gọi là cuộc tập trận hải quân lá chắn đại dương 2023. Cuộc tập trận này diễn ra sau một loạt các cuộc chạm trán với NATO dưới hình thức đánh chặn trên không mới đây nhất ở cả Biển Baltic và Biển Đen. Các cuộc tập trận thường xuyên của Nga ở những vùng biển này nhằm đáp trả các cuộc tập trận của NATO trong khu vực. Một số quan chức của EU gần đây đã bắt đầu gọi vùng biển Baltic là hồ nước của NATO. Và điều này được cho là một thách thức trực tiếp đối với Điện Kremlin. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố rằng cuộc tập trận Hải quân lá Trắng đại dương 2023 đã bắt đầu ở biển Baltic với khoảng 6.000 quân nhân tham gia cùng với 30 tàu chiến và 20 tàu hỗ trợ. Trong cuộc tập trận này, thì các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ các tuyến đường biển, vận chuyển binh lính và hàng hóa quân sự, cũng như là bảo vệ bờ biển. Tổng cộng sẽ có hơn 200 bài chiến đấu, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí thực tế. Rõ ràng, biển Baltic cũng rất quan trọng đối với Nga, vì vùng đất chiến lược Kaliningrad đang bị kẹp giữa hai thành viên NATO là Ba Lan và Litva. Thời điểm diễn ra các cuộc tập trận mới cũng rất quan trọng, vì nó trùng hợp với thời điểm Bruxelles bắt đầu coi Baltic là hồ nước ngọt của NATO. Mỹ đang chuẩn bị đào thoát khỏi Ukraina vào thời điểm này thì không ai biết đằng sau hậu trường có đang diễn ra các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Nga về một cuộc đóng băng xung đột hay không. Tuy nhiên, trong khi một số kênh truyền thông của Mỹ ám chỉ đầu này thì các nhà bình luận quân sự Nga đã bác bỏ ý kiến này. Lập luận của họ là Tổng thống Putin đang ở một vị thế mạnh hơn và việc đóng băng xung đột chỉ là giấc mơ hão huyền của phương Tây. CNN cho biết Tổng thống Putin đang tin tưởng vào thất bại của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2024 sắp tới và không có ý định đóng băng cuộc xung đột, ít nhất là cho đến thời điểm đó. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Putin biết rằng Trump sẽ giúp ông ấy, và người Ukraine và các đối tác châu Âu của chúng tôi cũng vậy. Trong khi đó, thì kiều đại sứ Mỹ tại Ba Lan Daniel Fry nói rằng cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm tới đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với Ukraine vì người Nga nghĩ rằng họ có ánh sáng cuối đường hầm. Điều này khiến Putin nghĩ rằng Nga có thể tồn tại lâu hơn người Mỹ bởi vì sự ủng hộ chính trị dành cho ukraine sẽ bị hủy hoại nếu một khi ông trump tái đắc cử cnn diễn giải rằng hiện thì mỹ vẫn chưa có thông tin tình báo để hiểu rõ tổng thống putin đang toàn tính điều gì hoặc là liệu ông ấy có cố tình kéo dài cuộc chiến với hy vọng donald trump hoặc là tổng thống đảng cộng hòa giành chiến thắng hay không nhưng mà cuộc bầu cử vào năm tới vẫn là một yếu tố quan trọng mà các quan chức ngoại giao và các an ninh quốc gia hàng đầu của phương tây tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của putin ở ukraine khiến cho cuộc chiến thậm chí có khả năng ít được kéo dài cho tới cuối năm 2024. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của CNN mới đây cũng cho thấy hầu hết người dân Mỹ phản đối quốc hội cung cấp thêm ngân sách để hỗ trợ cho Ukraine. Điều này cho thấy đa số công chúng cho rằng đất nước của họ đã giúp cho Ukraine quá nhiều và đã đến lúc phải dừng lại. Như vậy có thể thấy, phương Tây đang giải thích lý do vì sao mà Tổng thống Putin không chấp nhận đóng băng xung đột vì ông đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ với việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, gần đây truyền thông dòng chính Mỹ bỗng dừng tập trung vào vấn đề Trung Quốc. Họ dự báo về một cuộc chiến sắp xảy ra giữa Trung Quốc và phương Tây. Vì vậy mà chính quyền Biden hiện đang lo lắng phải đối đầu với Trung Quốc và muốn rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Trong một báo cáo mới đây chấn động, tờ Financial Times đã tiết lộ rằng Tổng thống Biden đang có kế hoạch chính thức yêu cầu Quốc hội sử dụng tiền để trang bị vũ khí cho Đài Loan bằng ngân sách bổ sung cho Ukraine. Nếu mà được quốc hội phê chuẩn thì đây sẽ là cột mốc quan trọng trong việc Mỹ tăng cường phòng thủ cho Đài Loan. Vì hòn đảo tự trị này sẽ là lần đầu tiên nhận được vũ khí của Mỹ thông qua cái gọi là tài trợ quân sự nước ngoài. Trước đó, thì chính quyền Biden đã hỗ trợ khoản tiền 345 triệu đô la vũ khí cho Đài Loan. Vậy thì câu hỏi đặt ra là điều gì khiến Mỹ quyết định sẽ chuyển số tiền dành cho Ukraine để ủng hộ Đài Loan? Phải chăng là chính quyền Biden đã hoàn toàn phó mặc cho Ukraine? câu trả lời là nếu tổng thống biden thực sự coi trọng mối đe dọa từ trung quốc thì chắc chắn điều này phù hợp với quan điểm rằng mỹ muốn rút khỏi ukraine vì đơn giản đã thua trên mặt trận này vì vậy mà trong những tuần qua hàng loạt quan chức nhà trắng từ tổng thống biden cho đến các quan chức chủ chốt trong chính quyền của ông ta đều lặp đi lặp lại tuyên bố rằng putin đã thua thực tế đây chỉ là một trại hề được giàn dựng để xoa dịu công chúng mỹ và làm mất mặt tổng thống putin thông điệp của chính quyền biden là muốn gửi tới ông Putin là ngay cả khi Mỹ không làm tốt ở Ukraine thì Mỹ vẫn chiến thắng Nga trong cuộc chiến truyền thông. Thực tế là Hạ viện Mỹ đang được kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa. Trong đó, có khá nhiều đảng viên Cộng Hòa đã chỉ trích chính sách ủng hộ Ukraine của Tổng thống Biden. Hơn nữa là càng gần đến cuộc bầu cử 2024, thì những mâu thuẫn khó hòa giải đối với chính sách về Ukraine giữa Tổng thống Biden với Đảng Cộng Hòa càng trở nên gai gắt. Đảng Cộng Hòa đã lập luận rằng Trung Quốc mới là mối đe dọa chính đối với Mỹ thay vì Nhà Trắng lao vào một cuộc chiến vô ích với cường quốc quân sự Nga ở Ukraine. Có điều là chính quyền Biden từng kỳ vọng rằng nước Nga sẽ nhanh chóng sụp đổ khi mà bị Mỹ và các đồng minh EU tăng cường trừng phạt. Nhưng mà sau hơn một năm qua, Mỹ đang bị cuốn vào cuộc xung đột Ukraine lớn hơn nhiều so với kế hoạch, với kho dự trữ vũ khí đã cạn kiệt. Rõ ràng, chính quyền Biden đang nhận thấy bị mắc kẹt trong chính sách của mình, do đó mà kế hoạch hợp nhất ngân sách Ukraine và Đài Loan cho phép nhà trắng có thể di chuyển hoạt động của mỹ sang châu á trong khi vẫn duy trì lợi ích tài chính cho giới tinh hoa toàn cầu trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho cả ukraine và đài loan do đó sáng kiến của nhà trắng nhiều khả năng là một mũi tên trúng hai đích cho phép mỹ thoát khỏi đầm lầy ukraine mà không bị mất thể diện việc chính quyền biden bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng ukraine nhiều hơn dự kiến chỉ làm phức tạp thêm tình hình đối với mỹ chứ không làm thay đổi bản chất của vấn đề chính quyền biden phải truyền hướng sang châu á vì đơn giản là không đủ sức mạnh và nguồn lực để tham gia cùng lúc vào hai cuộc xung đột quy mô này. Ngoài ra thì Tổng thống Biden cũng có khả năng lo lắng về cuộc điều tra đối với gia đình của ông ta, sẽ phanh phui thêm nhiều tình tiết về những giao dịch đen tối của hai cha con ông ở Ukraine, Trung Quốc và Nga. Việc một đối tác cũ của con trai Tổng thống Biden hôm 31 tháng 7 đã có mặt tại Quốc hội Mỹ để điều trần về những thương vụ làm ăn của gia đình Biden ở Ukraine. Đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm phải chăng là việc chính quyền Biden và truyền thông dòng chính Mỹ chuyển hướng sang cuộc chiến Trung Quốc là một sự đánh lạc hướng dư luận? Dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì việc chính quyền Biden rời bỏ dự án Ukraine đang trở thành tin xét đánh ngang tài đối với Tổng thống Zelensky. Trong khi ấy, thì tình hình Niger tiếp tục có những diễn biến không ngờ. Thành viên NATO phản đối can thiệp quân sự vào Niger Phản ứng của Ý đối với cuộc đảo chính quân sự ở Niger là rất thực tế, Ý hoàn toàn có thể ủng hộ ECOWAS do NATO hậu thuẫn để tấn công chính phủ mới của Niger nhằm mục đích đưa Tổng thống Bajum lên trở lại nắm quyền. Ý cũng có thể hùa theo Mỹ khi mà Tổng thống Biden mới đây đã tuyên bố rằng Niger đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng với nền dân chủ và kêu gọi nhóm đảo chính phải trả tự do cho Tổng thống Bajum. Nhưng mà thay vào đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã cảnh báo rằng bất kỳ sáng kiến quân sự nào của phương Tây sẽ là một cuộc thực dân hóa kiểu mới. Ngoại trưởng Ý đã nói rằng tôi nghĩ chúng ta phải gây áp lực để khôi phục nền dân chủ nhưng mà bất kỳ sáng kiến quân sự nào của phương tây cũng nên bị loại trừ vì nó sẽ bị coi là một cuộc thực dân hóa kiểu mới lưu ý là nước ý ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống nga của phương tây và trang bị vũ khí cho ukraine nhưng mà việc ý hành xử độc lập như vậy không có nghĩa là họ ủng hộ niger mà là đang bảo vệ lợi ích của quốc gia mình nước ý rất nghiêm túc trong việc chống nhập cư bất hợp pháp và đó là lý do chính đằng sau quyết định nước này triển khai 470 binh sĩ tới Niger vào cuối năm 2017. Bản thân Thủ tướng Ý Georgia Meloni đắc cử, một phần là nhờ lời hứa của bà với cử tri trong việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp vào Ý. Tất nhiên, lời hứa này sẽ khó thực hiện nếu mà một cuộc chiến tranh nổ ra ở Tây Phi, dẫn đến làn sóng người tị nạn chạy trốn qua địa Trung Hải để đến Ý. Việc Ngoại trưởng Ý cảnh báo khả năng phương Tây can thiệp quân sự vào Niger không khác gì một kiểu thực dân mới, có thể khiến Pháp phải tức tối có thể nói là mối quan hệ gần đây giữa ý và pháp đã bị tổn hại do sự khác biệt về vấn đề tị nạn và nhập cư chính quyền ý đã gửi một tín hiệu tới paris rằng một khi pháp tiến hành các hoạt động quân sự với quân đội đảo chính niger thì tổng thống macron sẽ phải chịu trách nhiệm nếu mà một cuộc khủng hoảng nhân đạo xảy ra với nước ý rõ ràng ý không công nhận tính hợp pháp của cuộc đảo chính thay đổi chính quyền tại niger nhưng mà đồng thời cũng không ủng hộ chiến dịch quân sự do nato hậu thuẫn nhằm vào nước này Điều này càng cho thấy các thành viên NATO có thể hành xử độc lập với nhau về một số vấn đề nếu như mà lợi ích quốc gia của họ bị đe dọa. Putin phá vỡ thế phong tỏa của phương Tây Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong khi lực lượng ngày càng được tăng cường cả về quy mô quân số lẫn trang thiết bị, thì nhiều lữ đoàn của Ukraine đã và đang bị xóa sổ dưới danh nghĩa mất tích đây là một thực tế do chính truyền thông phương Tây xác nhận. Trong bối cảnh đó, thì phương Tây, mà cụ thể hơn là Tây Âu, đang phải lựa chọn giữa việc kết thúc chiến tranh và làm hòa với Nga, hay là tiếp tục cuộc chiến với vai trò ủy nhiệm của Ba Lan thay vì Ukraine. Thực hư câu chuyện này ra sao? Tất cả đều có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hiểm họa treo lơ lửng trên đầu Zelensky Không thể thành công trên chiến trường, Ukraine đang lựa chọn sử dụng UAV để tấn công đổ bộ thuộc hạm đội phương Bắc của hạm đội Biển Đen vào đêm 3 tháng 8 ở Novorossi và tấn công một tàu chở dầu dân sự ở eo biển Kursk. Những cuộc tấn công này không có ý nghĩa chiến lược trong việc làm giảm sức mạnh quân sự của Nga. Mà ngược lại, nó còn khiến Bộ Tổng tham mưu Nga xem xét tới cuộc tấn công vào các thiết bị tình báo, trinh sát và do thám của NATO đang hoạt động trên Biển Đen. Bởi vì nhờ vai trò giám sát trên không của phương Tây mà Ukraine mới có thể có được những thông tin tình báo cần thiết để tấn công hai tàu của Nga. Tất nhiên là người Nga đã đáp trả tức thì trong vòng 24 giờ, với các cuộc tấn công bằng tên lửa Kinzhal và Kalib quy mô lớn vào đêm 6 tháng 8. Mục tiêu là sân bay Starokonstantinov, nơi đặt căn cứ của các máy bay ném bom Su-24M, có khả năng mang tên lửa Storm Shadow và Scale của Anh. Tại sân bay này, các vệ tinh đã ghi lại ít nhất 4 đám cháy lớn và tổng số vụ bắn trúng tên lửa hành trình đã vượt quá con số hàng chục. Một nhà kho lớn chứa đạn dược và nhiên liệu cũng đã bị phá hủy ngay gần ngã ba đường sắt chính ở thị trấn Dobunip, tại vùng Vinitsa. Một đám cháy lớn đã được ghi nhận gần các cảng hậu cần của Zuzin. Ngoài các cuộc tấn công này, thì có khả năng Nga sẽ củng cố quyết tâm trong việc áp đặt lệnh cấm vận đối với các cảng của Ukraine trong những tuần tới. Trở lại diễn biến trên chiến trường, Ukraine vẫn tiếp tục hứng chịu thất bại, đặc biệt là khi truyền thông dòng chính phương Tây đã nhắc đến tổn thất về các đơn vị tấn công của Kiev. Còn nhớ là vào đầu năm, Ukraine đã bắt đầu trang bị hai quân đoàn riêng biệt, gồm các lữ đoàn cơ động đặc biệt cho cuộc phản công mùa xuân. Đó là quân đoàn 9 và quân đoàn 10. Theo tài liệu mật do gì của Lầu Nam Góc hồi tháng 4 vừa qua, thì quân đoàn 9 chủ yếu được NATO trang bị và huấn luyện, bao gồm 9 lữ đoàn cơ động 116, 47, 33, 21, 32, 37, 118, 117 và 82. Như chúng ta đã biết, quân đoàn 9 đã trải qua những tổn thất thảm khốc kể từ khi Ukraine bắt đầu mở cuộc tấn công vào ngày 4 tháng 6. Và có thông tin cho rằng, nhiều lữ đoàn đã bị xóa sổ. Nổi bật nhất trong số đó là lữ đoàn 32 đã được tờ Ford đề cập đến. Đó là một trong 9 lữ đoàn thuộc quân đoàn 9. Tờ Ford dường như ẩn ý rằng, sau khi được đưa đến chiến tuyến, thì lữ đoàn 32 đã mất hút một cách bí ẩn. Tờ này viết như sau. Không có gì ngạc nhiên khi mà lữ đoàn 32 rõ ràng đã được triển khai tới tiền tuyến ngay phía tây Svatove ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Đây là một khu vực tương đối yên tĩnh nếu mà so với các khu vực ở Zaporozhye và Donetsk. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao lữ đoàn 32 lại được chuyển đến một khu vực không có giao tranh? Phải chăng là thực tế nó đã bị tiêu diệt gần hết, hoặc là binh sĩ đã đào ngũ và đầu hàng người Nga? Tờ tiếp tục khẳng định rằng, số phần bi thảm của các lữ đoàn Ukraine trong một bài viết khác có tiêu đề như sau một số lữ đoàn thiện chiến của Ukraine đã mất tích trong chiến đấu. Trong đó, đã nêu chi tiết về việc một số lữ đoàn của quân đoàn 9 dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngang nhiên là một số tài liệu do gì mới đây cũng cho thấy lữ đoàn 32 đã đảo ngũ, nổi loạn hàng loạt và từ chối tuân theo mệnh lệnh của các trên. Nhiều khả năng là quân đoàn 9 đã không thể tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đã bị tổn thất khi mà tiếp tục vượt qua các bãi mìn. Trong khi đó thì số còn lại nhiều khả năng đã rút lui hoặc là đầu hàng người Nga và quân đoàn 10 sau đó đã được đưa vào để thế chỗ. Đó là lý do mà tại sao Ukraine tuyên bố cuộc tấn công giai đoạn 2 bắt đầu kể từ cuối tháng 7. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố con số tổn thất của lực lượng Ukraine là 43.000 binh sĩ. Con số này không bao gồm binh sĩ bị thương, lính đánh thuê và các chuyên gia cố vấn nước ngoài. Điều này cho thấy Bộ Quốc phòng Nga cực kỳ thận trọng và chỉ công bố những gì mà Nga có thể xác nhận một cách trực quan. Hàng ngàn nhân viên làm việc trong quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt ở hậu phương chẳng hạn như là tại các căn cứ, kho bãi, doanh trại hay là sở chỉ huy, thậm chí không được tính trong báo cáo tổn thất của Bộ Quốc phòng Nga. Một trong số rất nhiều ví dụ là phá hủy học viện quân đội Ukraine ở Lviv vào hôm mùng 6 tháng 7. Mà theo truyền thông Nga, thì nơi này có khoảng 800 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Và đây cũng là nơi cất giữ các phương tiện bọc thép do phương Tây sản xuất, trong đó có thể có cả xe tăng Challenger của Anh. Những tổn thất này của Ukraine là không thể tránh khỏi nhưng mà Bộ Quốc phòng Nga cũng không tính đến. Điều đó có nghĩa là Nga chỉ xác nhận con số tổn thất của Ukraine trên tiền tuyến bằng việc nhận dạng trực quan các thi thể binh sĩ của đối phương. Đó là chưa kể người Nga không tính đến có bao nhiêu binh sĩ Ukraine thực sự đã chết ở phía sau tiền tuyến khi được sơ tán và chữa trị cho các bệnh viện giã chiến của Ukraine. Truyền thông dòng chính phương Tây đã có nhiều bài viết cho thấy một con số khổng lồ các binh sĩ bị thương và cơ sở y tế của Ukraine đều đang bị quá tải. Có thể nói, Ukraine đang trong tình cảnh suy kiệt. Và lưu ý là hạn chót cho các cuộc tấn công của Ukraine đang sắp hết hạn. Tháng 8 và tháng 9 này là hai tháng khả thi cuối cùng mà Ukraine buộc phải giành được lợi thế trước người Nga khi mà mùa mưa đang đến gần, gây khó khăn cho các cuộc tấn công bằng xe bọc thép. Tổng thống Zelensky thì đang lo sợ mất đi sự ủng hộ từ phương Tây. Và trên thực tế, có thông tin cho rằng một số cường quốc viện trợ quan trọng đã bắt đầu cắt giảm viện trợ. Đức, quốc gia viện trợ nhiều thứ hai sau Mỹ, đã trì hoãn cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine với số tiền lên tới 2,4 tỷ euro. Danh sách theo kế hoạch Đức chuyển giao vũ khí cho Kiev bao gồm 110 xe tăng Leopard 1, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 18 xe tăng Gepard, 4 pháo phòng không IGT và 26.350 đạn pháo. Nhưng mà cho đến nay, cả Marder, IGT hay là xe tải đều chưa được chuyển đến cho Ukraine. Kiev chỉ nhận được 10 chiếc Leopard 1, một radar giám sát trên không, 12 chiếc ghe bát và 850 viên đạn pháo, cũng như là 8 xe cứu thương. Và đó là lý do mà chính quyền Kiev hiện đang trong tình thế vô cùng tuyệt vọng và lo lắng. Giờ đây có thông tin cho rằng Tổng thống Zelensky có ý định leo thang một cuộc chiến lên một tầm cao mới, khi mà các cuộc tấn công bằng UAV ở Moscow trong những ngày qua chỉ là các cuộc tấn công thăm dò để kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga. Một cuộc đột kích quy mô lớn đang được chính quyền Kiev và NATO lên kế hoạch trong vài tuần tới, và dự kiến là vào tháng 8 này khi mà Hành chót kết thúc chiến dịch tấn công đã cận kề. Mục tiêu của chính quyền Zelensky rất rõ ràng, đó là buộc Nga phải đáp trả bằng cách tấn công tên lửa dồn dập và Kiev sẽ tận dụng cuộc trả đũa này để PR với phương Tây, với hy vọng là giành được thiện cảm cũng như là duy trì nguồn viện trợ vũ khí từ các đồng minh. Rõ ràng, đây là tuyệt vọng đơn thuần và nó không có tác động đáng kể nào đến kết quả của cuộc chiến. Nhưng mà các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng phản ánh cho hành động ngang ngược của một đứa trẻ không vâng lời bằng cách leo thang vượt qua các làn danh đỏ do chính phương Tây đặt ra. Thì Tổng thống Zelensky đang nổi loạn chống lại các nhà tài trợ phương Tây như là Mỹ, Đức, Pháp vốn không muốn đối đầu trực tiếp với Nga. Nói tóm lại, Ukraine phải đối mặt với sự suy giảm hỗ trợ từ phương Tây và buộc phải sử dụng đến các mánh khóe leo thang táo bạo vào sâu lãnh thổ Nga. Đây không khác gì hơn là một thời điểm hấp hối của một chính quyền tồn tại nhờ ân sủng bảo trợ của nước ngoài. Trong khi đó, thì Nga đang trên đà bổ sung 400.000 quân nhân mới vào cuối năm nay cùng với việc tăng cường sản xuất các loại vũ khí liên tục. Vào mùa xuân tối, theo chuyên gia bình luận quân sự Yuri Podolika dự đoán, thì nhiều khả năng Nga sẽ mở các cuộc tấn công bao vây lực lượng Ukraine đang suy tàn từ mọi hướng. Cuộc tấn công này có thể không phải là một cuộc chiến quy mô lớn, mà là một chuỗi tấn công lẻ tẻ dẫn đến sự sụp đổ liên hoàn trên mọi mặt trận. Khi mà lực lượng Ukraine đã cạn kiệt hoàn toàn mọi tiềm năng chiến đấu và đang phải cố gắng chấn giữ vị trí một cách tuyệt vọng, Ukraine sẽ vỡ trận từ từ theo nhiều hướng và năm tới dự báo một viễn cảnh cực kỳ u ám cho quân đội Ukraine. Thêm nữa thì cũng trong vài tháng tới, Ukraine sẽ chìm trong các cuộc tấn công hàng ngày bằng UAV Lancet của Nga. Trước đó thì CNN đã đưa tin rằng Nga đã chế tạo và mua từ 45 đến 50.000 máy bay không người lái giám sát và FPV nhỏ hơn mỗi tháng. Có thông tin cho rằng UAV Lancet sẽ tiếp tục được cải tiến để cho ra những mẫu mới mang đầu đạn nhiệt áp nhằm tiêu diệt quân đội Ukraine, thay vì đầu đạn xuyên giáp chống tăng hits được sử dụng phổ biến như hiện nay. Điều đó có nghĩa là Lancet sẽ sớm phá hủy các chiến hào và các điểm triển khai quân của Ukraine dọc theo các mặt trận. Trong những tuần qua, có quá nhiều video cho thấy Lancet đã tấn công phá hủy vô số các thiết bị của NATO. Nga chỉ đơn giản là gửi một bầy UAV để buộc lực lượng phòng không của Ukraine phải tự tiêu hao và chính quyền Kiev phải thuyền chuyển các hệ thống phòng không tới các tiền tuyến khác. Điều đó đã làm cạn kiệt hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Ukraine ở những vị trí quan trọng nhất. Hiện giờ thì đã có xác nhận mới nhất của một trung tá trong lực lượng chỉ huy phòng không Ukraine đã tiết lộ gây sốc rằng thủ đô Kiev gần như đã được chuẩn bị để sơ tán hoàn toàn vào tháng 12 năm ngoái do các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như mà vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Zelensky đã phải gần như sơ tán khỏi Kiev, thì tình hình sẽ ra sao vào tháng 12 tới đây, khi mà mùa đông sắp tới sẽ đặc biệt khó khăn đối với Ukraine bởi người Nga đã tăng công suất sản xuất tên lửa và UAV lên rất nhiều lần kể từ năm ngoái. Putin phá vỡ thế phòng tỏa của phương Tây Các cuộc đàm phán theo công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky ở thủ đô Zepda của Ả Rập Xê Út nhằm mục đích lôi kéo các quốc gia Nam Bán Cầu nghiêng về phía Kiev, được cho là sẽ thất bại ngay từ đầu. Bởi sự kiện này cũng có sự tham gia của đại diện các quốc gia trong khối BRICS như là Ấn Độ và Trung Quốc. Cả hai quốc gia này đều có cơ hội nêu lên các quan điểm của họ và kết cục dự kiến của cuộc xung đột tại Ukraine. Có thể nói cuộc đối thoại này là con dao hai lưỡi đối với Tổng thống Zelensky. Một mặt thì Tổng thống Zelensky có cơ hội lặp lại quan điểm của Ukraine về lý do tại sao Nga cần phải bị trừng phạt. Nhưng mà mặt khác, với sự tham dự của các đối tác trong khối BRICS bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước này sẽ khẳng định rằng công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky không phải là phương án duy nhất trên bàn đàm phán. Và đúng như dự đoán, cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út đã không đạt được sự đồng thuận nào. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Bakov đã tiết lộ rằng các đối tác BRICS của Nga có sự hiểu biết, đã đối thoại phù hợp, dựa trên quan điểm phù hợp với Nga và các thành viên BRICS. Cũng thông qua cuộc hội đàm này, thì Điện Kremlin có thể hiểu rõ hơn về quan điểm của 30 quốc gia tham dự. Và điều này sẽ giúp Tổng thống Putin điều chỉnh chính sách ngoại giao của mình đối với các quốc gia đó. Thời điểm này, có khá nhiều quan điểm cho rằng với những thất bại trên chiến trường của Ukraine, đặc biệt là sau khi thỏa thuận ngũ cốc chấm dứt, thì lực lượng Nga có thể mở rộng quyền kiểm soát nhiều hơn tại miền Đông và miền Nam Ukraine, trong đó bao gồm thành phố Odessa. Tuy nhiên, thì phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ suy đoán này, và ông đã tái khẳng định rằng người Nga chỉ muốn kiểm soát các vùng đất mà chúng tôi hiện đã ghi vào hiến pháp của Nga, tức là Nga chỉ kiểm soát 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái. Quan điểm này đã được các đối tác BRICS của Nga là Ấn Độ và Trung Quốc nắm bắt được và đã được đưa ra thảo luận thẳng thắn tại các cuộc đàm phán ở Zeta. Thông qua đại diện đặc biệt về các vấn đề Á-Âu, Li Hui của Trung Quốc và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval của Ấn Độ, Tổng thống Putin đã có thể truyền đạt quan điểm Nga đối với vai trò đóng băng xung đột của phương Tây ra toàn thế giới. Và những quốc gia tại Nam Bán Cầu, và thậm chí là cả một số quốc gia Tây Âu đang thực sự muốn hòa bình trở lại càng sớm càng tốt tại Đông Âu, nhiều khả năng có thể ủng hộ việc ngầm công nhận bốn khu vực lợi ích của Nga để đổi lấy lệnh ngừng bắn tại Ukraine và chấm dứt xung đột. Đây là chiến lược của tổng thống Putin trước các kế hoạch tuyên truyền của Mỹ và NATO. Thời điểm này, khi mà mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn đối với Ukraine, thì chính quyền Biden có khả năng sẽ nói lời tạm biệt với chính quyền Kiev, cũng giống như là những gì Mỹ đã từng làm với Libya, Iraq và điển hình gần đây nhất là Afghanistan. Khi mà Mỹ vội vã rút quân ra khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, thì chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani đã sụp đổ nhanh chóng chỉ ít ngày sau đó. Hiện có cả một chiến dịch truyền thông của phương Tây đang đổ lỗi cho Ukraine về thất bại của cuộc phản công. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm cho rằng việc Mỹ bỏ rơi Ukraine là viển vông khi mà phương Tây vẫn cam kết cung cấp cho Kiev các hệ thống vũ khí cần thiết để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Nhưng mà với nguồn vũ khí đang cạn kiệt để có thể hỗ trợ cùng với việc tấn công chậm chạp của Kiev trong cuộc phản công, thì đang khiến Mỹ và NATO đứng ngồi không yên. Rõ ràng, phương Tây đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc đụng độ trực tiếp với người Nga. Điều đó phản ánh qua việc Mỹ và NATO trang bị vũ khí cho Ukraine và sẵn sàng sử dụng đến người Ukraine cuối cùng. Phương Tây đang buộc quân đội Ukraine phải lao vào trận chiến một cách tự sát theo đúng nghĩa đen và đòi hỏi Kiev phải giành được lợi thế trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để giành thể diện cho NATO hơn là Ukraine trước khi đàm phán với Nga. Chỉ 2 năm kể từ khi chính quyền Biden rút quân nhục nhã khỏi Afghanistan, chúng ta đang chứng kiến sự lặp lại thất bại ở Ukraine. Và Mỹ cùng với NATO đã mất Ukraine, nhưng mà họ vẫn muốn tiếp tục duy trì một cuộc chiến. Vì vậy mà tổng thống Biden đang chuyển hướng sang cuộc chiến chống Trung Quốc. Trên thực tế, Mỹ đang thua về mặt chiến lược với Nga tại Ukraine, nhưng có vẻ như sự cuồng loạn chống Nga của chính quyền Biden sẽ đẩy Tây Âu nhiều khả năng sẽ chọn cách yên ổn trung dung ở giữa thay vì chọn Mỹ hoặc là Nga. Kế hoạch chiến lược của Mỹ từ những năm 1990 là sáp nhập các nước trong khối hiệp ước Warsaw vào NATO. Và trong thời điểm này, khi mà Mỹ thất bại tại Ukraine, thì chính quyền Biden có vẻ như đang chơi quá tay khi mà đang dồn mọi nỗ lực để trang bị cho Ba Lan. Tờ Sagrab mới đây cho biết, Ba Lan sẽ nhận được 16 khẩu đội, 64 bệ phóng và hơn 800 tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ để vô hiệu hóa tiềm năng quân sự của Belarus và thông qua đó, Mỹ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Ba Lan chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, với việc Mỹ dồn nỗ lực cho Ba Lan, thì cái giá cuối cùng có thể là Mỹ sẽ mất Tây Âu, đứng đầu là Đức, Pháp và Ý. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến bạo loạn nổ ra tại khắp Tây Âu, đặc biệt là Pháp về các vấn đề nhập cư và tình trạng suy thoái kinh tế. Liều ngành công nghiệp hóa chất của Đức, đại diện là tập đoàn Bas, vốn là mũi nhọn của nền kinh tế Đức sẽ đi về đâu? New York Times cho biết, tập đoàn Bas phải chịu áp lực vì giá năng lượng tăng cao, đang phải chuyển các cơ sở sản xuất của họ sang Mỹ và Trung Quốc. Khi mà tập đoàn này chuyển ra nước ngoài, nó cũng kéo theo hệ lụy các công dân Đức làm việc trong ngành công nghiệp mũi nhọn này sẽ đi về đâu. Họ cũng sẽ rời bỏ nước Đức, giống như là dân số của Latvia, Estonia và Litva đã giảm xuống khoảng 1 phần 3 kể từ những năm 2000. Xét về mặt địa chính trị, thì vùng Baltic và Trung Âu không quan trọng về mặt kinh tế, trong khi dân số lại đang suy giảm chỉ có Ba Lan là có giá trị quân sự đối với Mỹ trong việc kiềm chế Nga. Tuy nhiên, giữa Ba Lan và Đức lại có mối mâu thuẫn khó hòa giải. Vì Ba Lan đang đòi Đức phải bồi thường chiến tranh, cũng như là Đức đang muốn kiềm chế tham vọng của Ba Lan trở thành cường quốc quân sự trong khối NATO. Vì vậy mà chính quyền Biden cũng đang ở trong thế khó trong việc thúc đẩy Tây Âu phải lựa chọn giữa việc chống Nga đến cùng hay là đầu hàng. Nếu mà buộc phải lựa chọn ủng hộ Ukraine, Ba Lan chống Nga, thì nền kinh tế công nghiệp của châu Âu sẽ suy tàn dự báo một sự đổ vỡ có khả năng sẽ xảy ra, có thể đưa Tây Âu vào quỹ đạo của Nga và tổ chức hợp tác Thượng Hải. Rõ ràng, Tây Âu không muốn mất mối quan hệ thương mại với Nga. Trong khi ấy thì chính quyền Biden đang điều chuyển cuộc chiến sang Trung Quốc, lại đang tiếp tục yêu cầu châu Âu phải giảm các giao dịch với Trung Quốc. Có lẽ trong vài tháng tới, bàn cờ địa chính trị thế giới sẽ có nhiều biến động và được quyết định bởi sự thắng bại trên chiến trường của Ukraine. Ukraine tự đào hố chôn mình. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Đất nước Ukraine đang tiến đến bờ vực tan rã khi mà chỉ là một quân cờ bị phương Tây lợi dụng để làm suy yếu nước Nga. Kiev cần đồng minh ủng hộ cuộc chiến nhưng cũng sẵn sàng cháo trở để theo đuổi lợi ích riêng của mình. Việc âm mưu hùa vào lật đổ chính quyền Ba Lan sẽ dẫn đến hậu quả gì cho Ukraine? Đó có phải là một sự liều lĩnh và bất cần hay không khi mà một đồng minh thân cận sẽ quay lưng lại với Kiev? Những thông tin thú vị xoay quanh câu chuyện này sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tình thế Ukraine khó khăn nhất trong lịch sử quân sự Tờ Foreign Policy của Mỹ mới đây chùa chát thốt lên rằng quân đội Ukraine đang phải đối diện với một tình thế khó khăn hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử quân sự thế giới. Nghĩa là Ukraine đang bất lực đến tuyệt vọng trước một đội quân có chiến lược phòng thủ quy mô và tình nguyện nhất thế giới. Những hình ảnh và video cập nhật trên chiến trường đã minh chứng cho sự khốc liệt mà binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt hàng ngày. Ngay cả kênh Resilient, một nguồn cung cấp thông tin uy tín của Ukraine, cũng phải thừa nhận thực tế phũ phàng này. Kênh Resilient cho biết, tướng Zaluzny đã cảnh báo về một kịch bản nguy hiểm, nhưng mà tướng Tanasky chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược mặt trận phía nào Ukraine đã đảm bảo với Zelensky là cuộc chiến sẽ thành công. Tuy nhiên, thị tướng Dmitry Zerega, tư lệnh lực lượng hỗ trợ của lực lượng Ukraine đã liệt kê các vấn đề như sau. Quân đội Nga đã trang bị hệ thống hàng rào công trình nhiều lớp, bao gồm nhiều làn với chiều dài mỗi làn từ 10 đến 40 km với mật độ khá cao. Chứa ngày vật bao gồm các bãi mìn chống tăng, hào chống tăng, trụ bê tông răng rồng và nhím chống tăng, cùng với việc sử dụng mìn rất hiệu quả của người Nga. Thêm nữa là kẻ thù đang thống trị trên bầu trời và UAV Lancet đang phá hủy các thiết bị từ xa. Không thể thừa nhận sai lầm của cuộc phản công vì quyết định này được đưa ra bởi Zelensky. Như vậy có thể thấy, truyền thông phương Tây và cả dư luận Ukraine cũng phải thừa nhận rằng cuộc phản công đã thất bại. Lưu ý là cuộc phản công này được Mỹ đặt nhiều kỳ vọng nhất khi mà lực lượng Ukraine được NATO huấn luyện bài bản và được trang bị các vũ khí tối tân của phương Tây. Giờ đây thì tổng thống Zelensky đã nhận được lệnh từ Mỹ là phải mở cuộc tấn công giai đoạn 2 theo hướng Dnipro. Tuy nhiên, nội bộ của Kiev đang nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Theo kênh Residium thì tướng Zaluzhny đã phản đối cuộc tấn công giai đoạn 2 và thuyết phục tổng thống Zelensky không lặp lại sai lầm. Tướng Zaluzhny tin rằng nỗ lực tấn công theo hướng Dnipro sẽ rất tốn kém và nhiều khả năng sẽ thất bại trước tuyến phòng thủ của người Nga. Cũng trong ngày hôm qua, một video cho thấy phía Nga đã phá hủy các vị trí pháo binh và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu của lữ đoàn 126 tại Dnipro. Thêm một lưu ý là lực lượng Nga hiện đang chiến đấu chỉ với gần 50% sức mạnh quân sự, bởi hiến pháp của Nga không cho phép lính nghĩa vụ chiến đấu ở quốc gia khác. NATO chưa bao giờ đối đầu với đối thủ mạnh như Nga Đây là lời thừa nhận của truyền thông dòng chính Mỹ Newsweek hôm 6 tháng 8 và giải thích rõ lý do vì sao chiến thuật chiến tranh của Mỹ đang thất bại ở Ukraine. Các chuyên gia phân tích cho rằng các chiến thuật mới của NATO đã nhanh chóng thất bại vì Ukraine không chiếm ưu thế trên không. Rõ ràng là Ukraine không có máy bay để giành quyền kiểm soát bầu trời với Nga. Vì vậy mà quân đội Ukraine được ví như là đang chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Như vậy có thể thấy, mọi thứ đang diễn ra ở tiền tuyến không phù hợp với kế hoạch của NATO. Giờ đây thì các chuyên gia phương Tây coi sự thất bại của Ukraine là do sự thống trị của hàng không quân sự Nga trên bầu trời Ukraine. Tờ Newsweek cho biết, trong khi phong cách chiến đấu của NATO phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát bầu trời. Và các nước phương Tây chuyển hàng chục tỷ đô la cho Ukraine, nhưng lại không bao gồm các máy bay chiến đấu như F-16 hoặc là trực thăng tấn công theo tiêu chuẩn của NATO. Có một thực tế là chính quyền Kiev đang cực kỳ mong muốn có F-16. Tuy nhiên, tờ Politico mới đây đã xác nhận rằng trong số 32 phi công của Ukraine được chọn để huấn luyện lái máy bay F-16, thì chỉ có 8 người phù hợp vì biết tiếng Anh. Vậy thì câu hỏi đặt ra, là chỉ với 8 phi công phù hợp thì liệu NATO có dám mạo hiểm truyền giao F16 cho Ukraine hay không. Lưu ý là tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Petersburg hôm 16 tháng 6, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng nếu như mà một chiếc F16 nào đó tấn công một mục tiêu của Nga thì nó sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Ngoài ra thì các căn cứ không quân, máy bay hỗ trợ và sở chỉ huy đang treo cờ quốc gia thành viên NATO cũng sẽ bị tấn công. Có phải đó là lý do mà chính quyền Biden liên tục trì hoãn thời gian chuyển giao F16 cho Ukraine hay không. Phương Tây cũng đang dốc hết sức lực để cung cấp vũ khí cho Ukraine cho trận đánh cuối cùng trong năm nay. Và người Nga thì hiện cũng đang chờ đợi xe tăng, thiết giáp và pháo tự hành của NATO để cho vào danh sách các vũ khí mới cần nhanh chóng bị hủy diệt trên chiến trường. Tình báo Anh hôm qua cũng cảnh báo với quân đội Ukraine rằng họ đang thấy người Nga bắt đầu tạo tuyến phòng thủ thứ tư và thứ năm ở những nơi mà Ukraine có thể tiến công. Tình báo Anh cũng thất vọng khi cho biết với tốc độ phản công quá chậm chạp của quân đội Ukraine thì rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga. Rõ ràng là trong khi không cung cấp đầy đủ thiết bị vũ khí cho Ukraine, nhưng mà Mỹ và Anh lại thúc giục người Ukraine phải đẩy nhanh tốc độ để chọc thùng tuyến phòng thủ của Nga. Điều này không khác gì đẩy lực lượng Ukraine vào con đường tự sát. Chỉ cần nhìn vào động thái của truyền thông phương Tây trong mấy ngày qua cũng đủ cho chúng ta biết rằng chủ đề Ukraine đã dần dần biến mất trên các mặt báo lớn của châu Âu. Chính vì vậy, mà dư luận Kiev đã cay đắng thừa nhận rằng, ngay cả khi Ukraine nhận được tiền và vũ khí viện trợ, thì đó cũng không khác gì một khoản vay nặng lãi từ phương Tây. Theo kênh Residium, phương Tây đang tạo quỹ bình ổn cho mình trong ngân hàng quốc gia Ukraine. Chúng tôi được họ cấp tiền, nhưng lại không được phép chi tiêu cho nền kinh tế hoặc là sản xuất quốc phòng. Nhưng mà đồng thời chúng tôi buộc phải trả lãi cho các khoản vay này. Kênh này cho biết, Ukraine đã lập kỷ lục nợ mới tính từ đầu năm cho đến tháng 7 lên tới 41,7 tỷ đô. Trong đó, chỉ riêng tháng 7, Ukraine đã nhận 5,3 tỷ đô tiền tài trợ. Trong số này, 4 tỷ đô la là phương Tây cho vay và chỉ có 1,3 tỷ đô la là được tài trợ. Như vậy có thể thấy, trong khi Ukraine hiện đang hy sinh xương máu của binh sĩ nước mình vì lợi ích của NATO, thì phương Tây lại tiếp tục hút máu thế hệ tương lai Ukraine bằng các khoản cho vay có lãi. Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ sau 18 tháng xung đột với Nga. Có điều ngay trước khi Nga tấn công Ukraine, thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, từng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Kiev có thể thất thủ trong vòng 24 giờ nếu như mà Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Lưu ý là một cuộc tấn công toàn diện, tức là một cuộc tấn công phủ đầu trên không, như là Mỹ vẫn từng làm trong các chiến dịch quân sự tại Iraq. Câu hỏi đặt ra là nếu như mà chính quyền Biden dự kiến Ukraine sụp đổ, vậy tại sao NATO lại không ngăn chặn cuộc xung đột sắp xảy ra bằng cách thừa nhận nước này là thành viên NATO? Tất nhiên, Câu khẩu hiệu nga tấn công ukraine vô cớ đã trở nên nhàm chán. Ngay nhiều lần bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh, bắt nguồn từ việc nato mở rộng về phía đông sát với biên giới nga, nhưng mà đều bị mỹ và nato khước từ. Nếu như mà nato giải quyết lo ngại này của nga, thì tổng thống putin sẽ không có lý do gì để tấn công ukraine. Nato từ lâu đã quên đi mục tiêu do chính mình đề ra, đó là nato là một bên đóng góp tích cực hàng đầu cho hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy các giá trị dân chủ và cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Nhưng kể từ sau khi Liên Xô tan rã, thế giới đã chứng kiến việc NATO theo đuổi sứ mệnh mới cho giới tinh hoa toàn cầu. Đó là thay vì là bên giữ gìn an ninh hòa bình cho thế giới, thì NATO lại tạo ra các điểm xung đột ở Pakistan, Lebanon, Somalia, Afghanistan, Iraq, Syria, Libya và giờ đây là Ukraine. Sau thất bại nhục nhã ở Afghanistan thì NATO cần một cuộc chiến khác để biện minh cho sự thất bại của mình. Và cuộc chiến tại Ukraine được cho là cứu vãn những thất bại trước đó. Mục tiêu của NATO cũng để ra rằng nếu như mà các nỗ lực ngoại giao thất bại thì NATO có khả năng quân sự để thực hiện các hoạt động quản lý và ngăn ngừa khủng hoảng một mình hoặc là hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế khác. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2021, chỉ 2 tháng trước khi Nga tấn công Ukraine, Tổng thống Putin tiếp tục yêu cầu NATO ngừng mở rộng về phía đông và cam kết không kết nạp Ukraine vào NATO. Nhưng mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ngạo mạn bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về chủ đề này. Rõ ràng, NATO không hề có bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào để mang lại hòa bình cho Ukraine, chứ đừng nói đến là tổ chức kiến tạo hòa bình hay là giải quyết tranh chấp. Đúng hơn, thì NATO là một tổ chức gây chiến để phục vụ cỗ máy chiến tranh và làm giàu cho giới tài phiệt theo chủ nghĩa toàn cầu. Thực tế là NATO cũng chưa bao giờ có ý định kết nạp Ukraine làm thành viên, kể từ lời hứa hão huyền tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Budapest năm 2008 cho đến Hội nghị Thượng đỉnh tại Vilnius năm 2023. Sau 15 năm của một lời hứa xem xét tư cách thành viên, thì Ukraine vẫn đứng ở vòng ngoài sau khi đất nước đã điều tàn vì cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Trường bi thảm đẫm máu của Ukraine Chắc chắn, Tổng thống Zelensky sẽ tránh được một cuộc chiến thảm khốc với người Nga nếu như mà ông từ bỏ tham vọng trở thành thành viên NATO. Điều đó sẽ giúp Ukraine trở nên trung lập và cuộc tấn công của Nga sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, thì chính quyền Kiev không quan tâm đến sự ổn định toàn vẹn của Ukraine khi mà bị cuốn bởi hàng tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây. Điều đáng nói hơn là Tổng thống Zelensky và nhóm thân cận của ông ta cùng tất cả các nhà tài phiệt Ukraine đều biết rất rõ về thời điểm tấn công của Nga bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Nhiều quan chức trong chính quyền Kiev đã sơ tán gia đình và phần lớn tài sản ra khỏi đất nước. Quan trọng hơn, Tổng thống Zelensky đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post rằng ông đã quyết định không thông báo cho người dân Ukraine về cuộc tấn công sắp tới của Nga. Giải thích lý do vì sao ông không thông báo trước cho người dân chuẩn bị chiến tranh, thì Tổng thống Zelensky cho rằng lý do là ông lo sợ người Ukraine sẽ chạy trốn khỏi đất nước và gây ra sự sụp đổ về kinh tế và bất ổn xã hội. Tờ Washington Post trích dẫn lời của Tổng thống Zelensky. Ông nói như sau, nếu như mà chúng tôi thông báo điều đó với dân chúng, thì tôi đã mất 7 tỷ đô la mỗi tháng. Như vậy có thể thấy, Tổng thống Zelensky lo sợ kinh tế sụp đổ hơn là lo lắng cho tính mạng của người dân. Truyền thông phương Tây từng đưa tin rằng, ngay sau khi xung đột nổ ra, thì Tổng thống Zelensky đã đóng cửa biên giới, ban hành lệnh cấm đàn ông từ 18 đến 60 tuổi, không được phép rời khỏi đất nước. Tờ The Guardian còn cho biết, lính biên phòng Ukraine thậm chí còn bắt giữ cả những người chuyển giới để ép họ ra chiến trường. Phải chăng là Tổng thống Zelensky lo sợ sẽ không còn ai ở lại đất nước để chiến đấu cho lợi ích của NATO? Chớ trầu thay, Mỹ, NATO và Ukraine đều muốn cuộc chiến này xảy ra, ngoại trừ Tổng thống Putin. Vì vậy mà chính quyền Biden đã thiết kế một nước cờ táo bạo, đó là kích động Nga tấn công Ukraine và sử dụng đó như là một cái cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt tàn khốc đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt được cho là sẽ làm tê liệt nền kinh tế của Nga và tạo ra áp lực trong nước đối với Tổng thống Putin, với mục đích cuối cùng là làm suy yếu nước Nga. Tuy nhiên, mọi toan tính của NATO đã thất bại. Các biện pháp trừng phạt không những không đạt được kết quả như mong muốn, mà Mỹ và NATO lại đang bị cuốn vào cuộc chiến ủy nhiệm với người Nga. Và thực tế nghiêm trọng này đã buộc NATO phải định hình lại cuộc xung đột và đưa ra một chiến lược mới chiến lược là một mặt chuyển hướng sang châu á thái bình dương để đối phó với trung quốc đồng thời đóng băng xung đột để tiếp tục tiến hành cuộc chiến tiêu hào nhằm tiếp tục làm suy yếu nước nga mặc dù cho đến nay máu đã đổ ở ukraine nhiều hơn so với tất cả các cuộc xung đột ở châu âu kể từ thế chiến thứ hai cộng lại nhưng mà nato vẫn chưa cho thấy khối này sẵn sàng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đương nhiên nga cũng sẽ có kế hoạch của riêng mình nga sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào cho đến khi chờ các lực lượng Ukraina tan rã. Với những rối ren trong nội bộ lẫn bên ngoài, thì chính quyền tổng thống Zelensky vẫn đang nỗ lực vùng vẫy trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Ukraina âm mưu vào hùa lật đổ chính quyền Ba Lan. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa Ukraina và Ba Lan lại căng thẳng như thời điểm này. Mâu thuẫn đã xảy ra bởi một loạt sự cố vào giữa tháng 5 vừa qua. Đầu tiên là sự kiện Bộ ngoại giao Ba Lan kêu gọi tổng thống Zelensky phải xin lỗi nước này về vụ thảm sát Volhynia. Thứ hai là tranh chấp về lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine. Trong đó, Ba Lan thay mặt cho năm quốc gia láng giềng của Ukraine kéo dài lệnh cấm đến cuối năm. Trong khi đó, thì chính quyền Kiev có lập trường hung hăng, cáo buộc Ba Lan vi phạm các quy tắc và giá trị của châu Âu. Nhưng mà sự cố kịch tính nhất đã diễn ra vào tuần trước, khi mà Ukraine triệu tập đại sứ Ba Lan tại Kiev vào hôm 1 tháng 8, liên quan đến một quan chức trong chính quyền Tổng thống Duda kêu gọi Ukraine nên biết ơn nhiều hơn đối với sự giúp đỡ của Ba Lan. Lưu ý là việc triệu tập đại sứ là một biện pháp thường được sử dụng để thể hiện sự phẫn nộ đối với kẻ thù hơn là đồng minh. Nhưng mà chưa hết, vào hôm mùng 7 tháng 8, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky Mikhail Doboliak đã tuyên bố rằng tình hữu nghị giữa hai quốc gia Ukraine và Ba Lan sẽ chỉ kéo dài cho đến khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Tất nhiên, người dân Ba Lan đã nổi giận vì nhận xét này của Ukraine một thành viên của Đảng Luật Pháp và Công lý cầm quyền Ba Lan đã đáp trả như sau. Sự vô ơn của giới thượng lưu Ukraine đang đạt đến cấp độ mới. Những tuyên bố và hành động thù địch này và những hành động thù địch khác không thể không để lại hậu quả. Có thể nói, nguồn gốc của sự căng thẳng nằm ở chính phương Tây. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius hồi tháng 7 vừa qua đã mang lại nhiều lợi ích cho Ba Lan, khi nước này được coi là vị trí quan trọng củng cố sườn phía đông của NATO. Tuy nhiên, việc không hủy bỏ thỏa thuận NATO và Nga từ những năm 1997 và việc không đưa Ukraine trở thành ứng cử viên gia nhập NATO cùng mong muốn là đưa người Đức là bà Ursula von der Leyen lên làm tổng thư ký NATO đã khiến chính quyền hiện tại của Ba Lan không hài lòng. Tất nhiên, Tổng thống Zelensky đã nhận được tín hiệu rất rõ ràng từ Mỹ khi mà Nhà Trắng muốn xây dựng an ninh cho Âu với trọng tâm do Đức đứng đầu. Đảng dân chủ ở Đức và Mỹ là những đảng cánh tả không có nhiều tiếng nói chung với Đảng Pháp luật và Công lý theo cánh hữu của Tổng thống Duda. Rõ ràng, Đảng cầm quyền Ba Lan luôn đòi Đức phải chi trả hậu quả do Thế chiến thứ hai. Do đó mà Ba Lan và Đức luôn tranh cãi và không phối hợp trong nhiều vấn đề của châu Âu. Trong khi đó, thì Tổng thống Duda lại ủng hộ các chính sách của Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Đây là lý do tại sao cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Biden đều muốn đảng cường lĩnh công dân PO thay thế chính phủ cánh hữu hiện tại trong cuộc bầu cử sắp tới ở Ba Lan. Đơn giản là nếu như mà đảng cánh tả của Ba Lan thắng thế, thì sự hợp tác giữa Ba Lan và Đức sẽ thuận lợi hơn. Và điều đó sẽ khiến EU nghiêng về Mỹ hơn thay vì Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì lập trường chống Nga. Lưu ý là Ukraine muốn gia nhập NATO thì Mỹ sẽ là bên có tiếng nói quyết định. Nhưng mà khi Ukraine muốn gia nhập EU thì Đức mới là bên chủ chốt. Tổng thống Zelensky tin rằng việc Ukraine đánh bại Nga là vì lợi ích của Ba Lan nên là Ba Lan mới ủng hộ bất cứ điều gì mà Kiev muốn. Tuy nhiên, khi mà đụng đến lợi ích quốc gia cả về vấn đề lịch sử và thương mại, thì đảng cánh hữu cầm quyền của Tổng thống Duda đã quyết liệt chống lại Ukraine. Vì vậy mà một chính phủ Ba Lan theo đảng cánh tả được Mỹ và Đức hậu thuẫn dường như là một lựa chọn tốt hơn cho chính quyền Kiev. Vì vậy mà trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Zelensky gần như là không ngại ăn miếng trả miếng đối với chính quyền Tổng thống Duda. Tuy nhiên, có vẻ như đảng cường lĩnh công dân của Ba Lan tỏ ra không thân Mỹ, cũng chẳng thân Ukraine mà lại thân Đức. Đảng này sẽ theo đuổi chính sách của Đức đối với Nga và Trung Quốc, chứ không phải là chính sách của Washington. Rõ ràng, về lâu dài, Đức sẽ không muốn tham gia vào nhóm trừng phạt Nga hoặc là đối đầu với Trung Quốc. Bởi đơn giản, Đức cần năng lượng giá rẻ của Nga và thị trường to lớn của Trung Quốc. Bởi vậy mà sự cháo chờ của chính quyền Kiev trong việc ủng hộ đảng đối lập với chính quyền hiện tại ở Ba Lan sẽ mang tới mối nguy hiểm cho tổng thống Zelensky. Tương lai của Ukraine sẽ ra sao nếu như mà mất đi một đồng minh thân cận nhất là Ba Lan? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ukraine lụn bại, Nice, phớt lờ luật lệ của phương Tây. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Vì sao gần đây truyền thông phương Tây lại nhắc nhiều hơn đến thất bại của quân đội Ukraine? Thêm nữa, thông tin Tổng thống Zelensky bị ám sát cũng được nhắc tới với tần suất nhiều hơn. Tất cả là nhằm mục đích gì? Một Niger đang trong làn danh nguy hiểm với toàn tính của phương Tây. Nhưng mà liệu Mỹ có thành công khi mà đưa Niger trở lại quỹ đạo thần phương Tây hay không vẫn là câu hỏi chưa được trả lời. Trong video ngày hôm nay của chúng tôi sẽ phân tích diễn biến câu chuyện này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thời điểm đen tối của Zelensky Vài tuần sau cuộc phản công của Ukraine thì các quan chức phương Tây đang đưa ra những đánh giá ngày càng nghiêm túc hơn về lời hứa giành lại lãnh thổ của Tổng thống Zelensky. CNN hôm mùng 8 tháng 8 đăng bài viết có tiêu đề Đây là thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến và trích dẫn lời một quan chức Mỹ như sau Trong vài tuần tới, Ukraine vẫn hứa rằng họ đang xem xét cơ hội đạt được một số tiến bộ hay không Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc họ thực sự đạt được tiến bộ làm thay đổi cán cân trong cuộc xung đột này là điều rất khó xảy ra Chúng tôi được nhắc nhở về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt, và giờ đây là thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến. Như vậy có thể thấy, vấn đề mà Ukraine gặp khó khăn chính là việc chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga, khi mà binh sĩ Ukraine buộc phải vượt qua được các bãi mìn và một mạng lưới chiến hào rộng lớn của Nga. CNN dẫn lời quan chức Mỹ nhận định rằng, trong vài tuần tới, nếu như mà Ukraine không thể tạo ra được nhiều đột phá, thì lực lượng này sẽ suy kiệt và Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Có thể nói, thời điểm này, Ukraine đang trên một tử huyệt khó tránh khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. Các cuộc phản công thất bại Ukraine sau nhiều đợt tấn công nhưng đã tổn thất nặng nề do thiếu lực lượng trên không hỗ trợ. Điều đáng nói là sau 8 tuần đẫm máu, thì NATO mới thừa nhận chiến thuật của họ áp dụng cho Ukraine là không thành công. Mỹ và NATO chưa bao giờ phải đối mặt với một đối thủ mạnh như Nga. Việc Nga chiếm ưu thế trên không cũng như là hệ thống phòng không tân tiến của phương Tây cũng không thể giúp Ukraine ngăn cản được các cuộc tấn công phá hủy của Nga. Trong cuộc họp báo hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến từ khó khăn ít nhất 6 lần trong 40 giây. Khi nói về các cuộc phản công của Ukraine, giờ đây, theo lệnh của Mỹ, thì Ukraine bắt đầu chuyển hướng tấn công sang Dnipro. Nhưng mà làm thế nào để Ukraine có thể vượt qua sông Dnipro và đổ bộ lên phía tảng ngạn do Nga kiểm soát lại là một vấn đề hóc búa. Đoạn video hôm qua cho thấy, lực lượng Nga đã bắt giữ một nhóm lực lượng đặc biệt Ukraine đổ bộ vào làng xác ở tả ngạn sông. Trước đó, Nga đã phá hủy các phương tiện của Ukraine, cũng như là các binh sĩ cố gắng bơi trở lại hữu ngạn do Ukraine đang kiểm soát. Thời tiết không ủng hộ quân đội Ukraine Các quan chức NATO nhận định rằng mùa thu đang đến gần và điều kiện thời tiết xấu sẽ cản trở khả năng tấn công của Ukraine. Tướng Tanaski, chỉ huy lực lượng tác chiến mặt trận phía nam Ukraine đã tuyên bố rằng Ukraine chỉ còn một tháng để tấn công và sau đó sẽ bước vào mùa mưa với tốc độ phản công sẽ giảm dần vào tháng 10. Điều đó có nghĩa là thời tiết hiện đang gây bất lợi cho Ukraine vì những cơn mưa sẽ bắt đầu vào mùa thu và mọi hoạt động đẩy mạnh tấn công ở mặt trận Zaporozhye sẽ dừng lại. Lưu ý là Ukraine đã mở mặt trận này từ đầu tháng 6 với hy vọng là chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga để từ đó áp sát danh giới Crimea phân tích 2 tháng phản công và 3 tháng chiến đấu bên sườn Bắc Mút, thì Ukraine đang mất dần lực lượng dự trữ khi ném vào cỗ máy xay thịt, mà không đạt được những tiến bước thực sự nào. Trong 2 tháng qua, Ukraine đã mất hơn 30% thiết bị phương Tây, tổn thất về người lên tới 50.000. Điều đáng nói là nguồn dự trữ nhân lực và thiết bị trong cuộc phản công ở mặt trận phía Nam bị phá hủy nhiều gấp đôi so với mặt trận phía Đông ở Bắc Mút. Và đây là con số do chính Ukraine cung cấp và nó phù hợp với con số 43.000 binh sĩ Ukraine tử trận do chính Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguyên nhân chính của thất bại này là do Tổng thống Zelensky đã đặt cược quá nhiều với các nhà tài trợ phương Tây. Giờ đây, khi không thể lật ngược tình thế trên chiến trường, thì Kiev sẽ tiến hành những hoạt động gây ra thiệt hại lớn nhất có thể cho Nga. Nhân đòn trà đũa nặng hơn Tổng thống Zelensky nhiều khả năng sẽ mở các cuộc tấn công vào bên trong của nước Nga để cố gắng chứng tỏ với phương Tây rằng nước Nga rất dễ bị tổn thương. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, mục đích đằng sau các cuộc tấn công UAV vào Moscow trong những ngày qua là để giúp Ukraine thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng không của Nga, từ đó chuẩn bị cho kế hoạch tấn công trong tương lai. Tờ này cảnh báo Moscow sẽ bị tấn công từ nhiều hướng. Có thông tin cho rằng, vào ngày 24 tháng 8 tới, cũng là ngày độc lập của Ukraine, và nó sẽ được chọn là ngày ấn định để tổ chức một cuộc tấn công UAV quy mô lớn vào sâu lãnh thổ của Nga. Tất nhiên, các vụ tấn công này sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường, mà sẽ khiến Ukraine phải nhận đòn giáng trả nặng nề hơn. Hiện tại thì Nga đang sản xuất và sử dụng UAV nhiều hơn trước rất nhiều. Điều này báo hiệu một mùa đông hủy diệt đang cận kề với Ukraine. Hiện thì Nga tiếp tục nắm quyền kiểm soát 5 khu định cư ở Kharkov. Lưu ý là Kharkov chỉ cách biên giới Nga khoảng 25 km và có tầm quan trọng chiến lược lớn. Nơi đây là cửa ngõ phía đông của Ukraine và cũng được cho là vị trí bàn đạp để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công UAV vào sâu lãnh thổ của Nga. Rõ ràng là phương Tây đã nhìn thấy một viễn cảnh u ám của chính quyền Kiev sau mỗi lần Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Vì vậy mà một số quan chức NATO đang nói rằng những cuộc tấn công đó không thực tế và đang gây áp lực lên Ukraine để buộc nước này phải đàm phán hòa bình với người Nga. Phương Tây ép Ukraine phải hòa đàm Kết quả của hội nghị thường đỉnh ở Zeta đã đặt Ukraine phải đi theo kịch bản của Triều Tiên. Yếu tố chính nằm ở chỗ, Ả Rập Xê Út đã đưa ra một kế hoạch dụ dỗ chính quyền Kiev. Bề mặt thì họ vẫn cho Kiev tưởng rằng hội nghị sẽ tập trung thảo luận về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, trong đó bao gồm ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngoài ra, việc Nga không được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh cũng được cho là nhằm tạo sự ủng hộ giả tạo cho Ukraine. Bởi thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman được cho là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, kết quả mới là điều đáng nói công thức hòa bình của tổng thống zelensky đã không nhận được sự chấp thuận thậm chí ngay cả trung quốc và ấn độ còn ngầm đưa ra kế hoạch đổi đất lấy hòa bình trong yêu sách của nga đối với bốn vùng lãnh thổ của ukraine đã được sắp nhập vào nga ngay cả nguồn tin nội bộ của kiev cũng xác nhận rằng tổng thống zelensky không hài lòng với kết quả của cuộc hội nghị vì nó đã kết thúc trong thất bại tuyên bố cuối cùng không được thông qua và các quốc gia tham gia đã không đồng ý về bất cứ điều gì trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Với kết quả này, văn phòng Tổng thống Zelensky đang phải khắc phục tình hình, nhưng mà không phải ở diễn đàn mà là ở dư luận trong nước. Như vậy có thể thấy, điều duy nhất mà Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với dư luận trong nước là làm thế nào mà giới lãnh đạo Ukraine lại dàn dựng một màn kịch trong nhiều tháng qua và đưa rất nhiều binh sĩ Ukraine vào con đường chết chóc. Tội trạng tham nhũng ở Ukraine Giờ đây, Tổng thống Zelensky không còn có khả năng dựa vào lý do cuộc chiến đang diễn ra để làm cái cớ không giải quyết vấn nạn tham nhũng trong chính phủ. Cuộc thăm dò của Ukraine mới đây cho biết 89% người Ukraine coi vấn đề tham nhũng là cấp bách. Tức là 3 phần 4 dân số Ukraine tin rằng Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn nạn tham nhũng trong cả chính phủ và chính quyền quân sự của đất nước. Tổng thống Zelensky đã lập luận rằng chính phủ của ông không có thời gian để giải quyết mọi thứ cùng một lúc do chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, lập luận này không còn tác dụng sau 18 tháng xung đột và không còn là cái cớ để chính quyền Kiev phớt lờ tham nhũng. Thực tế, nạn tham nhũng còn càng gia tăng hơn trong chiến tranh, với toàn bộ nhóm quyền lực ở Kiev đục đẽo các khoản viện trợ của nước ngoài. Tất nhiên là tổng thống Zelensky đang rất quan tâm đến con số tham dò này, bởi nó phản ánh tâm lý của dư luận khi mà mọi tiêu cực từ chiến trường tới xã hội giờ đây đang được chuyển sang cho ông có một điều dễ nhận thấy là truyền thông dòng chính phương tây hiện giờ đang tập trung phản ánh về cuộc phản công thất bại và đặc biệt là các vụ ám sát tổng thống zelensky điều này có phải là ngẫu nhiên hay không mỹ toàn tính hay ngựa giữa dòng để biện minh cho thất bại của nato trong cuộc chiến ủy nhiệm với người nga cách tốt nhất là chút mọi tội lỗi lên đầu tổng thống zelensky điều này thể hiện rõ nhất khi mà truyền thông phương tây đồng loạt có những bài công khai nói về thất bại của quân đội Ukraine, cũng nhờ vấn nạn tham nhũng của Kiev. Truyền thông Nga cho biết phương Tây đang thực sự chuẩn bị phương án đổi thương hiệu quyền lực ở Ukraine, tức là có ý định phế chuất Tổng thống Zelensky nhằm đổ lỗi cho ông ta về thất bại trong cuộc phản công. Tất nhiên, có ai đó phải chịu trách nhiệm cho những thất bại này. Và cách thuận tiện nhất để loại bỏ Tổng thống Zelensky là Mỹ sẽ đổ lỗi do người Nga gây ra. Không phải ngẫu nhiên mà CNN hôm 7 tháng 8 đã đưa tin về việc cơ quan mật vụ Ukraine đã ngăn chặn thành công âm mưu ám sát nhắm vào tổng thống Zelensky. Trước đó, tờ Politico cũng đưa tin Mỹ đã có kế hoạch dự phòng thay thế nếu như mà tổng thống Zelensky bị ám sát. Theo truyền thông nga, thì việc truyền thông phương Tây rầm rộ thông báo trước về cái chết của tổng thống Zelensky là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một số giải pháp hòa bình hoặc là đóng băng xung đột theo kiểu Triều Tiên càng sớm càng tốt trước khi mà Nga chiếm được nhiều lãnh thổ của Ukraine. Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950-1953 đã kết thúc bằng cách đóng băng cuộc xung đột và chia Triều Tiên thành hai miền Nam Bắc. Bình Nhưỡng và Seoul không thể liên lạc trực tiếp với nhau mà buộc phải thông qua trung gian là các nước bảo lãnh, bao gồm Mỹ hoặc là Trung Quốc. Rất có thể là chính quyền Biden cũng đang nỗ lực để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo cách này. Rõ ràng, việc đóng băng xung đột cũng sẽ khiến Nga và Ukraine không thể tiến hành đối thoại trực tiếp. Đối với tổng thống Biden, một cuộc chiến kéo dài và tốn kém mà không mang lại hiệu quả sẽ khiến đảng Cộng hòa để mắt tới trong cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2024. Vì vậy, nếu như mà Mỹ đóng băng được cuộc xung đột này, thì tổng thống Biden có thể sẽ ghi điểm với người dân Mỹ như là bên kiến tạo hòa bình ở Ukraine. Hơn nữa, đóng băng xung đột sẽ cho phép chính quyền Mỹ không phải chi tiêu quá mức cho Ukraine và bất kỳ sự chấm dứt chiến tranh nào ở Ukraine sẽ làm hài lòng các đồng minh châu Âu của Mỹ, đặc biệt là Đức. Với tất cả những yếu tố trên, có thể khẳng định đây là khoảng thời gian đen tối nhất cho Tổng thống Zelensky. Ukraine đang trở thành ván cờ tàn trong chính sách triệt hạ nước Nga của phương Tây. Và liệu một Niger đang bất ổn sẽ như thế nào trên bản cờ chính trị thế giới? Niger coi thường Mỹ, phớt lờ luật lệ của phương Tây. Cuộc đảo chính ở Niger vào hôm 26 tháng 7 và Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở Saint Petersburg đã diễn ra trong bối cảnh trật tự thế giới đang thay đổi chóng mặt. Rõ ràng, Hội nghị Thượng đỉnh Châu Phi do Nga tổ chức vào ngày 27-28 tháng 7 đã đặt ra một thách thức lớn đối với phương Tây. Vì vậy mà phương Tây đã tìm mọi cách để hạ thấp sự kiện này sau khi Mỹ và đồng minh thất bại trong việc vận động các quốc gia châu Phi không đến Nga và gặp gỡ Tổng thống Putin. Tuy nhiên, 49 quốc gia châu Phi đã cử phái đoàn của họ đến Saint Petersburg với 17 nguyên thủ quốc gia đích thân đến Nga để thảo luận về các vấn đề chính trị, nhân đạo và kinh tế. Đối với nước chủ nhà đang ở giữa tâm điểm của chủ nghĩa bài Nga, thì đây được coi là một thành công ngoại giao nổi bật của Tổng thống Putin. Hội nghị đã thảo luận về quan hệ đối tác Nga-Châu Phi, giúp lục địa này đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học quốc phòng. Trong khi đó, thì Pháp được biết đến với các hệ thống bóc lột nhằm thu lợi từ các nguồn tài nguyên của châu Phi cũng như là sử dụng áp lực nguồn vốn để duy trì quyền kiểm soát đối với các quốc gia thuộc địa. Kết quả là nhiều quốc gia châu Phi, trong đó có Niger, tiếp tục đối mặt với nghèo đói và kém phát triển. Những diễn biến gần đây nhất ở Niger đang khá căng thẳng, khi mà chính quyền quân sự mới của Niger đã yêu cầu Pháp rút quân trong vòng 30 ngày. Nhưng mà Pháp đã bác bỏ yêu cầu này và ủng hộ can thiệp quân sự của nước ngoài để ngăn chặn âm mưu đảo chính. Lập trường của Pháp không có gì ngạc nhiên. Tổng thống Macron không muốn đánh mất vị thế của mình ở khu vực Sahel và nguồn tài nguyên giá rẻ ở đây, đặc biệt là uranium. Nhưng mà Pháp đã tính toán sai lầm khi mà nghĩ rằng một cuộc đảo chính chỉ là do một nhóm lực lượng tinh nhuệ khởi xướng và sẽ không nhận được sự ủng hộ từ quân đội Niger hay là dư luận xã hội. Nhưng mà điều ngạc nhiên là cuộc đảo chính không chỉ nhận được sự ủng hộ của lực lượng quân sự Niger mà còn nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ người dân. Pháp và Mỹ dự định phối hợp hành động với cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS ECOWAS ban đầu cũng đưa ra tối hậu thư trong vòng một tuần, buộc nhóm đào chính phải khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum với hạn chót là vào ngày 6 tháng 8. Nếu không, ECOWAS sẽ can thiệp quân sự. Nhưng mà thời hạn can thiệp đã qua, ECOWAS đơn giản là không có một cơ chế để tập hợp quân đội nhanh chóng và điều phối các hành động tấn công. Rõ ràng là Niger không hề tỏ ra nao núng trước áp lực từ bên ngoài. Khi mà tối hậu thư của ECOWAS thất bại, đó là lý do tại sao Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Victoria Newland lại có mặt tại Niger. Điều đáng xấu hổ ở đây là bà này đã không được nhóm đảo chính tiếp đón tử tế. Lưu ý là Victoria Newland hiện là nhân vật số 2 trong Bộ Ngoại giao Mỹ và chỉ đứng sau Ngoại trưởng Antony Blinken. Victoria Newland cũng được cho là nhân vật thù ghét Nga và là kiến trúc sư cho cuộc đảo chính tại Kiev vào hồi năm 2014. Phát biểu từ thủ đô Niamey hôm 7 tháng 8, bà Victoria Newland than thở rằng các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính tại Niger đã từ chối cho phép bà gặp Tổng thống Bajum, cũng như là không tiếp nhận lời kêu gọi của bà để đưa Niger trở lại chế độ dân sự. Bà này nói như sau, các cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thẳng thắn và đôi khi khá khó khăn bởi vì một lần nữa chúng tôi đang thúc đẩy một giải pháp thương lượng. Nhưng mà các nhà lãnh đạo quân sự Niger tỏ ra khá kiên định trong quan điểm của họ và điều đó không phù hợp với hiến pháp của Niger. Không chỉ vậy, Victoria Newland cũng không được gặp nguyên thủ quốc gia mới, tướng Tiani. Bà Newland chỉ được phép gặp gỡ một số tướng lĩnh ở thủ đô Niamey, nhưng họ đã nhất trí từ chối lời kêu gọi khôi phục trật tự dân chủ của bà. Thêm một cú đau nữa cho bà Newland, đó là tướng Bà Mau, người đứng đầu trong số các tướng lĩnh đã gặp bà tại thủ đô Niger, lại là người từng được lầu năm góc huấn luyện đào tạo và từng cộng tác rất chặt chẽ với lực lượng đặc biệt Mỹ trong nhiều năm qua. Đây là một sự chớ trêu và thất bại ê chề trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Vì vậy mà không khó để nhận ra nỗi thất vọng của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khi bà màn này tuyên bố, một lần nữa, chúng tôi phải phụ thuộc vào tướng Ba Mau để làm rõ những gì nền dân chủ đang bị đe dọa. Trong số những thông điệp chính mà bà Newland truyền tới các nhà lãnh đạo mới ở Niger, bao gồm một cảnh báo không hợp tác với lực lượng Wagner của Nga. Có thể nói, nhiệm vụ chính của bà Newland tới Niger không phải là để hòa giải căng thẳng cho khu vực này mà mục đích là ngăn cản giới lãnh đạo quân sự niger bắt tay với lực lượng wagner trong khi lực lượng wagner đang hoạt động ở mali và các quốc gia tây và trung phi khác thì mỹ lo ngại niger đang mời wagner tới hỗ trợ quân sự bà newland đã cảnh báo về lực lượng wagner như sau tôi đã nêu vấn đề về wagner và mối đe dọa của họ đối với những quốc gia có sự hiện diện của wagner chúng tôi nhắc nhở họ rằng an ninh trở nên tồi tệ hơn nhân quyền sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mà có lực lượng wagner tham gia Đáp lại lời cảnh báo này của bà Newland, ông chủ tập đoàn Wagner đã trầm chọc như sau. Tôi tự hào về các chàng trai đến từ Wagner. Chỉ nghĩ đến chúng thôi cũng khiến các tổ chức khủng bố như là IS hay là Enquada trở thành những cậu bé nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Và Mỹ đã công nhận một chính phủ mà ngày hôm qua họ không dám công nhận chỉ vì không muốn Wagner xuất hiện ở Niger. Lưu ý là Mỹ cũng có can sự ở Niger. Tất nhiên Mỹ cũng thừa hiểu rằng Niger là một quốc gia quan trọng trong cuộc chiến chống lại mạng lưới thánh chiến và được liên kết về mặt chiến lược với các nước láng giềng Mali. Nếu như mà Niger bị tấn công thì cả khu vực Sahel sẽ leo thang và chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng ở Tây Phi nói chung. Trong bối cảnh ấy thì người dân Tây Phi lại đang có tư tưởng chống phương Tây và yêu mến nước Nga. Tất nhiên, một giải pháp nhằm giải quyết khủng hoảng ở Niger vẫn chưa được đưa ra. Rõ ràng là cuộc đảo chính ở Niger đã thu hẹp thành một cuộc đấu tranh giữa người Niger và các cường quốc thuộc địa. Chắc chắn, xu hướng đa cực ngày càng gia tăng trong trật tự thế giới sẽ khuyến khích các quốc gia châu Phi từ bỏ chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây. Các cường quốc phương Tây nhiều khả năng sẽ chọn đàm phán với chính quyền đảo chính tại Niger hơn là áp đặt hoặc là cưỡng bức bằng vũ lực. Chiến lược đỉnh cao của Putin. Hoàng thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang đẩy đất nước này đến bờ vực tàn giã. Những thất bại về ngoại giao và quân sự đã đẩy Ukraine phải có những động thái cực đoan. Và rõ ràng, nước này đang ở trong một tình thế tuyệt vọng. Trong video ngày hôm nay, sẽ cho chúng ta thấy những diễn biến đang diễn ra tại Ukraine. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cùng cuốn Ukraine tấn công liều lĩnh Đã có giả thuyết về vụ nổ tại nhà máy cơ khí và quang học Jagovsk ở thành phố Shakhtar cách Moscow chỉ khoảng 70 km hôm 9 tháng 8, khi cho rằng đây có thể là nơi lưu trữ pháo hoa chứa UAV hoặc thậm chí là cơ sở sản xuất quốc phòng. Vụ nổ mạnh đến nỗi gây vỡ kính cửa sổ của một số căn hộ cách hiện trường hàng chục mét. Nó được cho là do UAV tấn công. Vụ nổ diễn ra cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa vào khu dân cư ở khu vực Donetsk, khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng. Vì vậy mà dư luận đang tập trung vào Ukraine khi thất bại trên chiến trường, thì Kiev ngày càng gia tăng các vụ tấn công vào khu dân cư ở càng Nga và Donetsk. Trước đó, thì vào ngày mùng 4 tháng 8, một thiết bị không người lái tự sát của Ukraine đã tấn công tàu đổ bộ của Nga và hiện đang đậu ở cảng Novorossi để chờ sửa chữa. Cũng vào ngày mùng 6 tháng 8, thì Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phá hủy hai cây cầu nối Krum và khu vực Kherson. Cuộc tấn công không chỉ làm hư hại cây cầu mà còn gây thiệt hại cho các đường ống dẫn khí đốt gần đó khiến gần 20.000 cư dân phải đối mặt với những tác động không lường. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận trách nhiệm gây ra cuộc tấn công này. Đáng lưu ý là những người hứng chịu hậu quả lại chính là người dân Ukraine đang ở trong khu vực do chính quyền áp kiểm soát. Cố vấn của thị trưởng Mariupol bon là ông Andriy Senko xác nhận vụ tấn công như sau. Vâng, đường ống dẫn khí đốt cũng bị hư hại một chút. Điều đó không thể nói là do những người chiếm đóng Nga gây ra. Như vậy có thể thấy, chính quyền Kiev đã thể hiện quyết tâm phá hoại và không giấu giếm hành động của mình. Tất nhiên, hai vụ tấn công nhằm vào cầu Choga và cầu Henichet là hai trong số bốn tuyến đường kết nối vùng Kherson của miền nam Ukraine và bán đảo Crimea. Trong cơn bão dư luận về cuộc phản công thất bại của Ukraine, thì Tổng thống Zelensky đã chọn cách đáp trả, như thể nói với thế giới rằng họ không còn gì để mất, nên là không cần quan tâm đến hậu quả hành vi bấn loạn này đã khiến ngay cả các đồng minh châu âu cũng dấy lên nhiều luồng ý kiến khác nhau có quan điểm cho rằng chính quyền kiev đã đi vào ngõ cụt nên chỉ có thể dùng cách tấn công cực đoan này để đạt được lợi ích cho chính mình tuy nhiên quan điểm khác thì coi hành động của ukraine là dấu hiệu của sự tuyệt vọng và kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn các biện pháp cùng quẫn như vậy bất kể tác động của các cuộc tấn công này như thế nào thì rõ ràng chính quyền kiev đã thu hút được sự chú ý của quốc tế tất nhiên hành động gì cũng có hai mặt của nó các cuộc tấn công này có thể mang lại cho ukraine một chiến thắng giả tạo trên truyền thông nhưng mà đồng thời cũng phơi bày hoàn cảnh khó khăn hiện tại của kiev chính quyền kiev đã không còn đủ sức để chống chọi lại người nga trên chiến trường và giờ đây chỉ có thể nhắm mục tiêu vào dân thường cách tiếp cận này không chỉ đe dọa đến sự ổn định trong nước của ukraine mà còn đẩy quân đội ukraine rơi vào tình thế khó khăn không thể phản công sức mạnh quân sự của ukraine đã suy yếu rất nhiều và không còn khả năng phát động một cuộc phản công hiệu quả chống lại Nga. Hàng loạt mục tiêu như là trạm zada, trạm phóng UAV và các khí tài của phương Tây tiếp tục bị phá hủy mỗi ngày. Binh sĩ Ukraine không khác gì đang phải nhận chiếc vé một chiều trên chuyến xe tự sát, bị đưa ra chiến trường và không có nhiều cơ hội quay trở về. Ngay cả khi Ukraine liều lĩnh tấn công vào trại Cô Sát ở Kherson, thì vị trí mà Ukraine tuyên bố vừa chiếm được ngày hôm trước, thì ngay ngày hôm sau đã bị Nga pháo kích dữ dội. Vì vậy mà các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào lãnh thổ của Nga dường như chỉ là một hành động tuyệt vọng. Và quân đội Ukraine đã không thể tìm thấy các mục tiêu khác thuận lợi hơn. Đối với người dân ở những khu vực Donbass do Nga kiểm soát, họ đã quen với các vụ tấn công này suốt 9 năm qua. Tuy nhiên, đó lại là một trải nghiệm đáng sợ đối với những cư dân sinh sống trong khu vực do Ukraine kiểm soát. Người dân nơi đây đã bị thiệt hại và tổn hại một cách vô tội, nhưng mà họ không có cách nào để tự bảo vệ chính mình. Chính quyền Kiev thì hiện phải đối mặt với những thách thức to lớn về việc tấn công vào các khu định cư do Nga kiểm soát. Các hành động này của Ukraine không chỉ không nhận được sự ủng hộ của quốc tế mà còn khiến tình hình leo thang hơn. Ukraine lãnh đòn đau đớn từ quốc tế Vào thời điểm này, Tổng thống Zelensky rất cần sự ủng hộ của đồng minh lẫn cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga đã bộc lộ sự bất lực trong việc chống trả của Ukraine trên chiến trường, đồng thời củng cố thêm ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Trong khi cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow đang thu hút sự chú ý của quốc tế, thì Ukraine đã phải chịu thất bại nặng nề tại các hội nghị quốc tế gần đây, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út. Cuộc họp quy tụ đại diện của gần 40 quốc gia, không chỉ các nước phương Tây mà bao gồm cả một số quốc gia chủ chốt trong khối BRICS. Điều đáng nói ở đây là quan điểm về công thức hòa bình của Ukraine đã không được công nhận và thậm chí cả các nước phương Tây cũng ngầm theo phương án đổi đất lấy hòa bình của Nga. Điều này đã làm hen ố hình ảnh của Tổng thống Zelensky trên trường quốc tế. Sự thất bại của cuộc họp thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út đã gây ra những hậu quả sâu rộng đối với Kiev ở một số khía cạnh sau. Thứ nhất, hình ảnh quốc tế của Tổng thống Zelensky bị ảnh hưởng. Ukraine đã từng hy vọng thể hiện sức mạnh và quyết tâm của mình thông qua cuộc họp để giành được sự ủng hộ nhiều hơn. Tuy nhiên, Kiev bẽ bàng nhận thấy rằng các ý kiến về toàn vẹn lãnh thổ của họ đã bị phớt lờ. Thứ hai, Ukraine đã bị thụt lùi thêm một bước trên tiến trình giải quyết những khó khăn. Kiev cũng đặt kỳ vọng sẽ đạt được sự đồng thuận thông qua cuộc họp này để giải quyết những khó khăn đó. Nhưng thất bại của cuộc họp đã khiến Kiev rơi vào tình thế bị đát hơn. Thứ ba, là bằng việc tấn công leo thang vào lãnh thổ của Nga, thì Ukraine đã làm phiền các nhà tài trợ ở Tây Âu vốn không muốn thúc đẩy cuộc xung đột với Nga lên một tầm cao mới. Trong khi thể hiện lập trường cương quyết không nhượng lãnh thổ để đổi đất lấy hòa bình, thì tổng thống Zelensky đồng thời lại hành động một cách thiếu lý trí, đồng thời tỏ ra thờ ơ trước sức ép của phương Tây đang muốn đóng băng cuộc xung đột. Liệu tổng thống Zelensky có nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm hay không? Khi mà Mỹ và đồng minh bắt đầu nghi ngờ về năng lực của ông ta, vì vậy mà thông qua truyền thông, Mỹ đã hé lộ phương án bỏ rơi tổng thống Zelensky. Rõ ràng, Ukraine đã bước vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tổng thống Zelensky không chỉ phải đối phó với người Nga, mà còn phải đối phó với áp lực từ cộng đồng quốc tế và sự hoài nghi của dư luận trong nước. Trong khi đó, thì cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao phản ứng của Nga sẽ như thế nào trước các cuộc tấn công liều lĩnh của Ukraine. Quyền lực bí mật của Nga, tránh cạm bẫy của NATO Trên chiến trường quốc tế, thì Nga là quốc gia thu hút nhiều sự chú ý nhất. Chính sách đối ngoại phức tạp, sở hữu quân đội hùng mạnh và quan hệ đối đầu căng thẳng với phương Tây – khiến nga trở thành một nhân tố chính trong bàn cờ chính trị của thế giới các cuộc tấn công của ukraine liên tục gia tăng trong những tuần gần đây và tất nhiên nga đã phản ứng bằng các cuộc tấn công trả đũa vào các trụ sở tình báo ukraine và các cơ sở trừ hy của phương tây nằm sâu dưới lòng đất các càng biển cùng với các tuyến đường sắt tại miền tây ukraine tuy nhiên dư luận nga đã cho rằng những vụ trả đũa này dường như vẫn chưa đủ mạnh để buộc kiev phải trùn bước nhưng cũng có quan điểm cho rằng tổng thống putin đang giữ một cái đầu lạnh bằng cách cố tình che giấu sức mạnh và ẩn mình để tránh cạm bẫy của NATO. Hiển nhiên, Nga có sức mạnh quân sự cùng với kho vũ khí hạt nhân đáng gờm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quân đội Nga dường như đang cố tình giữ kín những tiến bộ kỹ thuật quan trọng này để tránh thu hút sự chú ý của Mỹ và NATO. Chiến lược che giấu sức mạnh tiềm ẩn này có thể giúp Nga giữ được lợi thế và sẵn sàng phô diễn sức mạnh to lớn của mình khi cần thiết. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi mà NATO tuyên bố rằng họ muốn thông qua cuộc chiến ủy nhiệm tại ukraine để làm suy yếu quân đội nga có thể nói nga đang bị nato bao vây tứ phía đặc biệt là ở sườn phía đông và đây được cho là hành động khiêu khích trắng trợn chống lại nga khi mà cơ hội chiến thắng của ukraine trong cuộc chiến chống nga đang tan biến đã có những thông tin về việc ba lan có thể can thiệp trực tiếp vào miền tây ukraine một hình thức nhằm lôi kéo nga tấn công với mục đích kích hoạt điều năm và nato sẽ tham chiến trực tiếp tại ukraine tổng thống putin từng công khai tuyên bố vào hôm 21 tháng 7 về việc quân đội Ba Lan tiến vào miền tây Ukraine để chiếm đóng các vùng lãnh thổ này, kiều tổng thư ký NATO Ramusen đã nói rằng nếu như mà Ukraine không được gia nhập NATO thì Ba Lan có thể đơn phương hành động quân sự. Với tất cả những khiêu khích trên, thì Tổng thống Putin dường như vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Điều này có thể do là điện Kremlin đã nhận ra rằng sự hiện diện của NATO có thể là một trong số vô vàn cái bẫy để lôi kéo Nga lụn bại trong một cuộc xung đột quân sự. Vì vậy mà Tổng thống Putin đang áp dụng một chiến lược ẩn mình, thể hiện ở một số khía cạnh sau đây. Cân bằng phát triển kinh tế Các biện pháp trừng phạt và áp lực quốc tế đã buộc Nga phải cân bằng giữa việc duy trì sức mạnh quân sự và phát triển kinh tế. Và đây là chiến lược của Tổng thống Putin nhằm tránh đi vào vết xe đổ của Liên Xô, dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang làm suy kiệt kinh tế và sụp đổ quốc gia do đó bằng cách cố tình che giấu sức mạnh của mình nga có thể giảm bớt áp lực kinh tế cả trong và ngoài nước vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà nga vẫn chưa tung ra các vũ khí áp chủ bài của mình và vẫn duy trì một cuộc chiến chậm chạp cũng như là giữ được nền kinh tế ổn định bất chấp lệnh trừng phạt từ phương tây việc nga giữ vững nền kinh tế và thậm chí còn tăng trưởng vượt cả đức là một đòn đau đối với mỹ theo ước tính mới đây nhất của ngân hàng thế giới đã xác nhận nga đã vươn lên vị trí thứ năm trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới tính theo sức mua tương đương. Và đây là lần thứ hai liên tiếp Nga đánh bại nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Đức. Nếu như mà phương Tây chơi sòng phẳng và Nga không bị cô lập về kinh tế, thì nền kinh tế Nga sẽ ở vị trí nào? Có thể chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc mà thôi. Khi mà các lệnh trừng phạt không những không làm rỗng ngân sách của Nga, mà còn giúp ngân sách của Nga dư giả hơn khi giá dầu tăng cao, Mỹ và EU tiếp tục chơi bài áp giá trần dầu Nga ở mức 60 đô la trên một thùng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến dầu mỏ này, Nga tiếp tục giữ chiến thắng. Tờ Washington Journal đã đăng bài viết có tiêu đề Nga bất chấp lệnh trừng phạt bằng cách bán dầu. Truyền thông phương Tây đang thừa nhận rằng Nga đã đạt được một chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến dầu mỏ. Giá dầu Uran của Nga lần đầu tiên vượt quá 60 đô la trên một thùng vào tuần trước. Các quan chức Nga đã không thể hiện bất kỳ sự phấn khích nào trên truyền thông, nhưng có lẽ họ vẫn ăn mừng một cách lặng lẽ ở hậu trường. Thực tế thì châu Âu biết rằng họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến như vậy với Nga. Có vẻ như khi đưa ra quyết định áp giá 60 đô la, Mỹ đã không có bất kỳ đánh giá nào về tác động ngược đối với EU. Thay vào đó, EU đã tự trừng phạt chính mình bằng cách từ bỏ khí đốt giá rẻ của Nga và buộc phải mua khí đốt tự nhiên đắt tiền của Mỹ. Trong khi đó, Nga đã âm thầm tìm kiếm thị trường khác và Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước cuộc chiến ở Ukraine, thì Trung Quốc đã mua 1,5 triệu thùng dầu từ Nga mỗi ngày. Hơn một năm sau, Trung Quốc tăng kỷ lục nhập khẩu dầu của Nga lên 2,56 triệu thùng trên một ngày vào tháng trước. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 7 đã tăng 36,5% và đạt 134,1 tỷ đô la, trong khi kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã giảm 15,4%, tương đương 381,5 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Phương Tây đang dự đoán doanh thu năng lượng của Nga sẽ tăng 11 tỷ đô la bất chấp lệnh cấm vận. Trong khi ấy thì quỹ tiền tệ quốc tế cho biết Họ kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm nay. Ước tính chi phí mà các công ty lớn của châu Âu đã phải hứng chịu từ lệnh trừng phạt lên tới 100 tỷ euro. Như vậy, chiến lược giữ nền kinh tế ổn định của Tổng thống Putin đã thành công và làm phá sản kế hoạch biến đồng rút thành đồng đổ nát của Tổng thống Biden. Người Nga áp dụng chiến lược nào tiếp theo? Đối phó với dư luận phương Tây Với hệ thống Big Media, phương Tây đã áp đảo Nga trong chiến dịch chiến tranh tâm lý, vì vậy mà đối với dư luận quốc tế hình ảnh của nga không phải lúc nào cũng tích cực khi mà bị phương tây lặp đi lặp lại thông điệp rằng nga đã tấn công vô cớ cuộc tấn công của nga vào một quốc gia có chủ quyền đã bị nhiều quốc gia phản đối nhưng mà họ lại hoàn toàn phớt lờ việc nga đã bị mỹ nato và ukraine khiêu khích bằng cách giữ thái độ khiêm tốn và tránh những lời lẽ đe dọa quân sự thái quá thì điện kremlin đã giảm bớt những lo ngại và phẫn nộ của cộng đồng quốc tế từ đó giành được nhiều không gian ngoại giao hơn và kết quả của hội nghị thường đỉnh NATO tại Vilnius và Zeta vừa qua được cho là thành công lớn đối với Nga. Như vậy, Nga đã tránh được nhiều cái bẫy mà phương Tây đã răng ra. Việc triển khai quân của NATO ở Đông Âu có thể được coi là một âm mưu nhằm lôi kéo Nga vào một cuộc xung đột quân sự. Chiến lược của Nga là giữ bình tĩnh và kiềm chế các hành động trả đũa quyết liệt để tránh mở rộng chiến tranh ra ngoài biên giới Ukraine. Điều đó giúp Nga có thể ổn định sức mạnh để chống lại NATO Ngoài ra thì việc che giấu sức mạnh quân sự và tránh những tuyên bố hùng biện quân sự thái quá đã giúp cải thiện hình ảnh của Nga trên chính trường quốc tế. Điều này đã thu hút thêm sự ủng hộ đối với Nga trên trường quốc tế, đặc biệt là đối với Nam Bán Cầu. Ém quân bài vũ khí gây kinh hoàng cho đối phương Phương Tây đã nhắc quá nhiều lần đến siêu ngư lôi Poseidon hay là tên lửa Samat của Nga với sức hủy diệt kinh hoàng. Và đây được coi là thứ vũ khí của ngày tận thế. Nhưng mà người Nga còn sở hữu các vũ khí tối mật khác có thể cắt đứt liên lạc và thậm chí tiêu diệt binh lính ẩn nấp trong các con kè. Truyền thông Mỹ đã từng viết rằng có một loại tên lửa phát ra xung điện tử ở độ cao 200 đến 300 m so với vị trí của kẻ thù bằng máy phát trường điện tử công suất cao. Vũ khí xung điện tử này sẽ tạo ra bức xạ tần số cao trong khoảng cách 3,5 km. Không chỉ vô hiệu hóa mọi thiết bị điện tử như là trạm radar, hệ thống liên lạc vào vũ khí chính xác, mà còn biến chúng thành đống phế liệu. Mặc dù hệ thống này không gây chết người và không gây tác dụng phụ cho con người, nhưng mà hiệu ứng điện tử của nó được cho là có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Người Mỹ đã đề cập đến tổ hợp tên lửa Alabuga của Nga. Nhờ Alabuga mà quân đội Nga có thể khiến các thiết bị của NATO trở nên vô dụng trong bán kính 3.500m. Một thiết bị uy lực tương tự như thế cũng có thể được người Nga cài đặt trên một chiếc UAV. Một UAV như vậy có thể phóng tên lửa phía sau chiến tuyến dễ dàng hạ gục máy bay đang bay cũng như là xe tăng dưới mặt đất. Thậm chí nó có thể tiêu diệt mục tiêu ẩn náu dưới lòng đất ở độ sâu tới 100 m. Ngoài ra thì quân đội Nga cũng sở hữu vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu trong không gian, đó là hệ thống tên lửa phòng không S-550, có khả năng tấn công tàu vũ trụ và các mục tiêu khác trên quỹ đạo trái đất ở độ cao hàng chục nghìn km. Nhà báo người Nga Vladimir Solovyov đã từng bình luận trên kênh Telegram của mình rằng: "Thật tuyệt vời!" tất cả các vệ tinh của Mỹ đều có khả năng bị phá hủy. Điều đáng nói là với thứ vũ khí uy lực này được gắn trên đầu đạn tên lửa siêu thanh, thì người Nga có thể dễ dàng phá hủy các vệ tinh của Mỹ, NATO, vốn đang cung cấp thông tin tình báo và cơ sở dữ liệu để Ukraine tấn công vào lãnh thổ và các cảng biển của Nga. Nhưng mà vì sao Nga vẫn chưa sử dụng những thứ vũ khí này? Đó là tính toán cẩn thận, không muốn sập bẫy NATO của Tổng thống Putin. Putin khuấy sóng đại dương Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Nga đang bắt đầu mở một mặt trận mới tại Kharkov khi mà nhận thấy quân đội Ukraine đang dần đuối sức và thất bại tại nhiều nơi trải dài trên chiến tuyến. Dự báo đây sẽ là cỗ máy xay thịt tiếp theo sau Bakhmut và Zaporozhye. Vùng biển Caspian cũng dự báo sẽ dậy sóng trong thời gian tới khi mà Nga quyết tâm củng cố tuyến đường giao thương với Iran và các nước khác. Trong khi đó thì một phương Tây đang hoang mang khi mà hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra Tất cả đều có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kharkov sẽ trở thành địa ngục tiếp theo của Ukraine. Sau Bakhmut và Zaporozhye trở thành tâm điểm trong trường bi thảm của Ukraine, khi mà nơi đây đã diễn ra những trận chiến khốc liệt. Đáng tiếc là Ukraine đã không sớm nhận ra rằng 150.000 binh sĩ Nga gần như vẫn giữ vững được tuyến phòng thủ trải dài 1.000 cây số. Nhưng mà Ukraine hầu như không thể phá hủy dù đã tung ra những lữ đoàn tình nguyện nhất. Chiến thuật lỗi thời và nướng quân của NATO đã đẩy Ukraine vào con đường tự sát khi mà phải đối phó với cách bố trí tuyến phòng thủ giống như là mê cung của Nga. Các lữ đoàn Ukraine có nhiệm vụ trinh sát và tiến công đã trở thành một bầy kiều cô đơn giữa đồng không mông quạnh. Các cuộc phá hủy tài sản của NATO vẫn tiếp diễn trong ngày hôm qua ở mặt trận Zaporozhye. Nhưng mà thời gian đã không còn đứng về phía Ukraine và mặt trận Zaporozhye cũng đang lầm nguy hiện thì người nga đang bắt đầu chủ động phản công tại kharkov với ưu thế hậu cần lực lượng nga có khả năng điều động quân đội nhanh chóng xoay chuyển từ nam ra bắc do đó dự kiến chiến tuyến sẽ được trải rộng hơn đối với binh sĩ ukraine vốn có quân số đang bị hao mòn giờ đây thì quân đội ukraine đang bị rơi vào vòng vây do quân nga đã bố trí rõ ràng quân đội ukraine đã thua quá nhiều trong cuộc phản công đây là thời điểm nga nhận thấy đối phương đang dần suy kiệt nên đã bắt đầu mở các cuộc phản công trên các mặt trận khác điển hình là mặt trận Kubian tới đây. Một cảnh quay cho thấy một đoàn xe chở nhiều bệ phóng tên lửa PM21 của Nga đang được huy động tới Kamishin. Lưu ý là thành phố Kamishin là tuyến đường thuận tiện nhất dẫn đến Kharkov. Đây là những dấu hiệu cho thấy Nga sẽ mở một cuộc tấn công lớn tại nơi này. Thời điểm này, người Nga đã đạt được những tiến bộ khi nắm quyền kiểm soát thêm 5 khu định cư tại Kharkov. Những thành công này đã được phía Nga chính thức công bố khi đề cập đến trận chiến ở Kubian. Hơn nữa, Lực lượng Nga còn tuyên bố đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ qua. Kênh Resident của Ukraine cũng đã xác nhận rằng, tư lệnh lục quân của Ukraine là tướng Ryzkai đã phải khẩn cấp yêu cầu Tổng thống Zelensky gửi quân dự bị đến Kubian để đề phòng mặt trận sụp đổ. Kênh này cũng cho biết quân đội Nga đã tích cực tấn công trong vòng 10 ngày và Ukraine đã mất một số ngôi làng quan trọng. Lưu ý là Kubian cũng là một thành phố đã bị lực lượng Ukraine giành lại trong một cuộc rút lui chiến thuật của Nga vào tháng 9 năm ngoái tại Kharkov. Cuộc rút lui này đã bị truyền thông phương Tây từng coi là thất bại nặng nề nhất của quân đội Nga. Hiện thì chính quyền Kiev đã ra lệnh sơ tán bắt buộc 37 khu định cư xung quanh thành phố Kupian trước thềm trận chiến lớn thứ hai. Theo Newsweek, thì sẽ có 11.000 người quyết định rời bỏ nhà cửa ở Kupian và được chính quyền Kiev cung cấp nhà ở tạm thời ở những khu vực an toàn hơn. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng rất ít người tự nguyện rời đi chỉ có khoảng 100 người, trong khi số còn lại được cho là đang chờ đợi người Nga tới tiếp quản. Theo báo cáo chiến sự gần đây, thì quân đội Nga tiếp tục đột phá theo hướng Liman Bờ ở Kharkov và đang tiến công với tốc độ đều đặn hơn. Do đó, chính quyền Ukraine ở Kharkov hiện đang rất hoang mang. Thậm chí là người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kubian của Ukraine cho biết nhiều khả năng họ sẽ tiến hành một cuộc sơ tán cưỡng bức quy mô lớn. Trước một cuộc tấn công lớn của Nga tại Kharkov, thì liệu lực lượng Ukraine sẽ ứng phó như thế nào? Câu trả lời chỉ có thể tóm gọn trong hai từ, choáng ngợp. Bởi vì lực lượng Ukraine hiện không còn sức lực để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga. Ngay cả tờ Wall Street Journal hôm 10 tháng 8 cũng phải che giấu bằng cách nhận định rằng lực lượng Ukraine sẽ chia thành nhiều nhóm để tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga. Thực tế là quân đội Ukraine không còn có khả năng huy động nhiều lữ đoàn để phân bổ trên các mặt trận được nữa, bởi họ đã mất 43.000 binh lính tình nhuệ do NATO huấn luyện trong 2 tháng qua. Vì vậy mà hiện tại quân đội Ukraine gần như đã bị vô hiệu hóa. Ngay cả tư lệnh lục quân Ukraine Sesky yêu cầu được tiếp viện quân đến mặt trận Kubian, thì Kiev cũng khó lòng điều chuyển quân được. Chắc chắn lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ dễ dàng tiêu diệt. Vì vậy mà dự báo mặt trận Kubian sẽ rất tàn khốc đối với quân đội Ukraine trong thời gian tới. Hiện thì số binh sĩ Ukraine chủ yếu tập trung tại khu vực Zaporozhye và Donetsk, nên là đương nhiên Kiev không có lực lượng dự phòng ở hướng Kharkov để ngăn cản lực lượng Nga tấn công từ hai phía. Hiện tại thì tình thế đang vô cùng khó khăn đối với Ukraine, hoặc là bỏ Kharkov để tiếp tục chiến đấu với Nga ở Donetsk, hoặc là bỏ Donetsk để quay lại bảo vệ Kharkov. Vì vậy mà ở bất kỳ kịch bản nào thì chính quyền Kiev cũng sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, với tâm thế chậm mà chắc, thì người Nga không chỉ mở mặt trận tại Kharkov mà họ còn phản công trên nhiều hướng, cho tới khi quân đội Ukraine sụp đổ hoàn toàn đó là trên chiến trường mặt đất và người Nga hiện cũng đang xoay chuyển chiến lược trên biển khơi. Dự báo trong thời gian tới, các vùng biển sẽ trở thành đấu trường nóng bỏng giữa Nga và NATO. Đấu trường đại dương dậy sóng. Mới chỉ tuần trước, các thượng nghị sĩ Alaska cực kỳ kinh ngạc khi mà Nga và Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tuần tra hải quân chung ngay sát quần đảo Aleutian của Mỹ. Các quan chức Mỹ đã lên án, đó là một sự xâm nhập, mặc dù Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ xác nhận cuộc tuần tra vẫn ở trong vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, đây là một sự kiện thú vị vì Mỹ thường tiến hành các cuộc tập trận như vậy gần biên giới của Nga và Trung Quốc. Điều này cho thấy cả hai đang có những bước đi táo bạo thách thức Mỹ ngay tại chính vùng biển của mình. Biển Khơi giờ đây đã trở thành lợi ích sống còn của nước Nga, không chỉ ở Bắc Cực, Biển Đen, mà giờ đây ở cả vùng biển Caspian cũng đang nóng lên từng ngày. Cùng với đó, người Nga cũng đã tập trung vào việc phát triển mạng lưới đường sắt cho tuyến hành lang giao thông quốc tế Bắc Nam. Mục tiêu ban đầu là để tránh phải đi qua kênh đào Suez. Hành lang này bao gồm các tuyến đường sắt và đường bộ, trải dài khoảng 7.200 km, được thiết kế để vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Nga, Trung Á và một số nước châu Âu như là Belarus và Bulgaria. Tuy nhiên gần đây, lối đi này chủ yếu được Nga sử dụng để luồn lách các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Nhưng mà các vấn đề này sinh như là thiếu cơ sở hạ tầng đường sắt kết nối với các cản biển của Iran cùng với các tuyến đường lên phía Bắc đã làm trì hoãn đáng kể việc hoàn thành các tuyến đường này điều này buộc nga phải nhanh chóng chuyển sang sử dụng các tuyến đường biển ở biển Caspian và sau đó tiếp tục sử dụng các hành lang chạy từ đường sắt Iran đến các cảng của Iran. Từ đó hàng hóa có thể được vận chuyển đến ấn độ và các điểm khác xa hơn trên thế giới. Tuy nhiên, tại vùng biển Caspian, Kazakhstan và các quốc gia ven biển khác thân phương tây đã trở thành đối thủ cạnh tranh tuyến đường này của nga và Iran. Các quốc gia này đã và đang nâng cấp năng lực hải quân để đối phó nếu như mà nga hạn chế quyền tiếp cận các cảng biển đó. Điều này không có nghĩa là có khả năng xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào trong thời gian tới. Mà đúng hơn, chỉ là căng thẳng giữa các quốc gia ven biển sẽ tăng lên. Do đó, trong khi Nga chuyển hướng từ đất liền sang tuyến đường biển, thì sẽ có khả năng tạo ra một cuộc dậy sóng mới ở biển khơi. Tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương, phía nam của Iran, có khả năng sẽ bùng nổ khi mà Tehran sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ không chỉ các càng của mình, mà cả các tàu chở hàng từ Nga. Rõ ràng, Phương Tây sẽ sẵn sàng sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau để hạn chế các tuyến đường vận chuyển này, bao gồm cả việc tước các bảo hiểm của tàu. Tuy nhiên, nếu như mà các cường quốc khu vực phản đối bất kỳ sự mở rộng ảnh hưởng nào của Iran thì cũng sẽ phản ứng nếu như mà Nga khai thác liên kết giữa các cảng biển của Iran với đường sắt Iran trong quá trình vận chuyển bằng đường biển. Bất chấp tất cả những rủi ro tiềm ẩn này, thì Tổng thống Putin hiện đang tập trung vào việc khai thác các cảng trên biển Caspian và Ấn Độ Dương hơn là chờ đợi các tuyến đường sắt Bắc Nam chưa kịp hoàn thành. Điều này càng được khẳng định khi mà Phó Thủ tướng Nga Meret Husnolan tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển đường sắt, nhưng sẽ tăng cường sử dụng biển Caspian ở khu vực phía Bắc của hành lang thương mại Bắc Nam và các càng biển của Iran ở khu vực phía Nam. Tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Điện Kremlin đã chuyển hướng từ các tuyến đường sắt sang các tuyến đường biển, đồng nghĩa là Nga sẽ quyết liệt hơn trên các tuyến hải lộ này. Thông điệp này của Nga đang khiến phương Tây vô cùng lo lắng. Cũng giống như là trường hợp của Ukraine, các hoạt động tranh chấp trên biển có khả năng gây hậu quả không kém gì trên đất liền. Cũng trong lễ kỷ niệm ngày hải quân của Nga, thì Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cam kết mở rộng hải quân Nga. Điều thú vị là trong khi mọi người đều biết về các tàu tối tân của hải quân Nga, như là tàu ngầm Begorov hay là các tàu khu trục đang được chế tạo, đều được trang bị tên lửa siêu thanh Yukon, thì Nga cũng đang tính đến việc trang bị tên lửa Yukon cho các tàu ngầm nhỏ hơn. Từ tàu ngầm Sevorosvin cho tới tàu ngầm Kazan. Điều này lý giải vì sao các tướng lính Mỹ và NATO đang vô cùng lo lắng đối với hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Nga. Theo cựu chuyên gia tình báo CIA Larry Johnson, thì đã đến lúc Mỹ không còn nghĩ đến Ukraine, mà đang nóng lòng nghĩ đến tàu ngầm hạt nhân của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Reuters, ông đã nói như sau. Hãy lưu ý rằng họ đã ngừng nói về thất bại của Nga trước Ukraine Điều họ thực sự nghĩ đến bây giờ là các tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ của Nga. Chỉ có hai quốc gia trên thế giới có những tàu ngầm như vậy, đó là Mỹ và Nga. Mỹ đã không có cách nào ngăn chặn hoặc là chống lại mối đe dọa như vậy. Như vậy có thể thấy, để bảo vệ tuyến đường giao thương quan trọng trên biển của mình, người Nga đang cho thấy họ không ngại đối đầu với phương Tây. Việc Nga phối hợp với Trung Quốc tuần tra ngay sát lãnh hải của Mỹ cũng đã báo hiệu điều đó với thế giới. Vì sao phương Tây lại sợ Brice truyền thông phương Tây ngày càng trở nên mất uy tín. Reuters mới đây đã được tin rằng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khó có thể tới tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg ở Nam Phi, và Ấn Độ không ủng hộ việc mở rộng nhóm này. Nhưng mà một ngày sau đó, Reuters lại thay đổi, nói rằng Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới tham dự hội nghị này. Cách đưa tin này cho thấy truyền thông phương Tây đang cố tình tạo ra những tin đồn thất thiệt, gây nhầm lẫn dù chỉ trong giây lát. Vì BRICS đang trên con đường phi đô la hóa, và người ta đang đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của Thủ tướng Ấn Độ Modi để biến sự kiện sắp tới ở Nam Phi trở thành một cột mốc lịch sử trong nền chính trị thế giới ở thế kỷ 21. Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Jampafosha khá thực tế khi mà vừa cân bằng được mối quan hệ song phương với Mỹ trong khi vẫn giữ được mối quan hệ cá nhân mật thiết với Tổng thống Putin. Phát biểu trước thông tin thất thiệt của phương Tây, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandol chỉ đơn giản bác bỏ như sau. Tôi đã nói chuyện với nhiều đồng nghiệp trong chính phủ và bên ngoài, và mọi người đều kinh ngạc trước tin đồn này. Tôi nghĩ rằng ai đó đang cố làm hỏng hội nghị thượng đỉnh của chúng ta, đang tạo ra đủ loại chuyện với ngụ ý rằng hội nghị của chúng ta sẽ không thành công. Thủ tướng Ấn Độ chưa bao giờ nói rằng ông ấy sẽ không tham dự hội nghị này. Vì vậy mà chúng tôi đã tìm cách mò kim đáy bể để bắt đầu tìm ra tin đồn này xuất phát từ đâu. Như vậy có thể thấy, Ngoại trưởng Nam Phi đã trực tiếp mỉa mai truyền thông phương Tây, không khác gì bên phao tin đồn giả. Cách đây không lâu, thì phương Tây từng chế giễu ví von Brick chỉ là một con bướm kém hiệu quả, đập cánh vô vọng vào khoảng không rộng lớn do G7 thống trị. Nhưng mà hiệu ứng cánh bướm của Brick đang được cảm nhận rõ ràng hơn trong quá trình thiết lập lại trật tự thế giới. Nói một cách đơn giản, những sự kiện trong suốt 18 tháng qua xung quanh cuộc chiến Ukraine đã làm nổi bật cuộc đấu tranh sinh tồn của Nga trước người Mỹ. Từ đó tạo ra một sự trỗi dậy mang tính bước ngoặt của các quốc gia Nam Bán Cầu và vai trò ngày càng quan trọng của họ trên chính trường quốc tế. Chính quyền Biden không thể ngờ được rằng một cuộc chiến phân cực nhằm cô lập Nga lại mang đến kết cục như vậy. Trở chiều thay, chính sách ngăn chặn Nga và Trung Quốc được nêu trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Biden đã đánh dấu việc Nam bán cầu, đẩy nhanh quá trình thoát khỏi sự kiểm soát của các cường quốc phương Tây, đồng thời định lại vị thế và vai trò của khu vực này. Ả Rập Xê Út là một ví dụ điển hình khi mà giải quyết độc lập ở các điểm nóng trong khu vực Sudan và Syria, cũng như là tại Ukraine đồng thời đã cùng Nga điều chỉnh thị trường dầu mỏ thế giới thông qua OPEC hoặc là OPEC cộng thay vì tuân theo mệnh lệnh từ Mỹ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là điều gì đã thúc đẩy hơn 20 quốc gia không thuộc phương Tây chính thức tìm kiếm từ cách thành viên BRICS? Đơn giản là BRICS tôn trọng tự do thương mại thay vì ràng buộc các quy định chính trị. Vì vậy mà phương Tây đang cảm thấy bị đe dọa bởi vì nó sẽ phá vỡ trật tự chính trị, kinh tế và hệ thống luật pháp quốc tế mà phương Tây đã thống trị trong nhiều năm qua. Rõ ràng, BRICS nổi lên với các vấn đề phát triển kinh tế. Trong khi G7 giờ đây đã trở thành diễn đàn chính trị với đòn bẩy là các lệnh trừng phạt nhằm vào những quốc gia không nghe lời phương Tây. Điều đáng nói ở đây là nền kinh tế Nga vốn phải chịu các lệnh trừng phạt nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, lại có cú vượt mặt ngoạn mục cường quốc kinh tế hàng đầu của châu Âu, trong bối cảnh các nền kinh tế phương Tây đang suy giảm nghiêm trọng. Đây là một cú tát trực diện vào cả Mỹ và EU. Những gì đang diễn ra tại Niger vừa qua đã gây choáng váng cho phương Tây. Thiếu nguồn cung cấp nguyên liệu của Nga cùng với việc đang dần mất nguồn tài nguyên khổng lồ từ châu Phi, thì phương Tây đang phải đối mặt với một tương lai xám xịt hơn. Điều này lý giải vì sao truyền thông phương Tây đang điên cuồng hạ bệ Tổng thống Putin và tìm mọi cách làm hoen ố hình ảnh của Brics. Vì vậy mà Mỹ và Anh đã tăng áp lực lên Tổng thống Nam Phi, buộc nước này phải nghiêm túc thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Putin. Bởi đơn giản là vì Nga đang trở thành quốc gia tiên phong trong khối BRICS và tổng thống Putin đang nổi lên như là một lãnh đạo tiên phong thúc đẩy quá trình phi đô la hóa nhanh hơn. Giới quan sát đã nhận định rằng, ngoại trưởng Larob sẽ thay mặt tổng thống Putin để truyền tải yêu cầu phi đô la hóa và yêu cầu này sẽ được chấp nhận rộng rãi ở Nam bán cầu. Tiến trình này đang thể hiện rõ qua nhiều quốc gia lớn như là Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil hay là Argentina đã chọn đồng tiền quốc gia hoặc là đồng nhân dân tệ để thanh toán các khoản thanh toán chung của họ. Chính quyền Biden ngày càng lo ngại rằng quá trình phi đô la hóa đang thu hút được sự chú ý trong hệ thống tài chính quốc tế. Sau khi Mỹ đã vũ khí hóa đồng đô la quá mức trong việc trừng phạt và tịch thu tùy tiện dự trữ đô la của Nga. Mới đây, thì tờ Bloomberg đã đăng một bài báo về BRICS với tiêu đề: "Câu lạc bộ này không đủ lớn cho cả Trung Quốc và Ấn Độ. Hàm Mỹ của phương Tây là tập trung khai thác vào những mâu thuẫn tồn tại giữa Ấn Độ và Trung Quốc." để gây chia rẽ và làm suy yếu sự thống nhất của BRICS. Thực tế là Ấn Độ có thể lo ngại về việc Trung Quốc thống trị nhóm BRICS. Nhưng mà xin lưu ý, nước Nga mới là quốc gia có tiếng nói uy tín ở Nam bán cầu và châu Phi. Mặc dù tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc chưa được giải quyết, nhưng mà cả hai đều có tầm nhìn chung rằng BRICS sẽ đóng một vai trò thiết yếu trên sân khấu đa phương toàn cầu và là nền tảng để nâng cao vị thế của mình trên chính trường quốc tế đây cũng là điểm chung về lợi ích của cả ba ông lớn bao gồm nga ấn độ và trung quốc và chính điều này đã khiến các nước phương tây đang cực kỳ lo lắng và bài bình luận hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo